Câu hỏi đầu tiên đó, do cái này nó hai câu hỏi nhưng mà chung một. Câu hỏi đầu tiên là: con chỉ biết tìm thông tin trên mạng thôi mà con không tìm thấy hình phạt mà tăng đoàn sử dụng trong tạng luật đó ạ. Thì vấn đề á, là cô này cổ hỏi sư là trong cái việc mà nuôi dạy con cái đó, thì nếu như mà mình sử dụng cái tâm từ, nếu mà mình sử dụng tâm từ á, thì mình không có đánh nó được. Nhưng mà nuôi dạy con thì có những khi nó hư thì phải phạt. Như vậy đó thì phải phạt như thế nào mà nó đúng với cái tinh thần Phật pháp. Đó, ý cổ là như vậy. Thì sư mới giới thiệu cho cổ là cô hãy xem tham khảo những cách mà tăng đoàn áp dụng khi mà bị có một vị nào đó vi phạm giới luật. Nó có những cái có thể tham khảo khi mà nuôi dạy con cái. Thì cô tìm không thấy. Thì như thế này quý vị, khi mà nuôi dạy con cái đó thì cũng có khi nó phạm lỗi, thì cũng vậy, trong tăng đoàn cũng có những cái vị tỳ kheo trong quá trình tu tập thì vị đó cũng phạm lỗi. Tuy nhiên á, lỗi thì nó có nặng có nhẹ. Lỗi nhẹ đó, ngay cả với một lỗi nhẹ thì vị đó có thể quỳ xuống trước một cái vị tỳ kheo khác rồi vị đó sám hối. Thì đối với cái một số nền văn hóa thì họ xem cái việc mà quỳ gối đó nó là một cái gì đó nó hạ thấp nhân phẩm. Nhưng mà cái hình ảnh một người mà quỳ xuống xin lỗi đó nó thể hiện cái sự khiêm cung và thể hiện cái sự ăn năn và biết hối lỗi. Đó, cho nên cái hình ảnh mà một vị tỳ kheo mà quỳ xuống để mà sám hối với một vị khác, cái chuyện đó rất thường thấy trong tăng đoàn. Thì cũng vậy, quý vị có thể dạy con nhỏ đó là khi con xin lỗi thì khi con gặp ba má con nên quỳ xuống con xin lỗi đó, có thái độ đàng hoàng. Và quý vị đó cũng cần có một cái hình tướng nó trang nghiêm, chứ không phải là ông cha lúc đó ông đang ở trần mà ông dạy con đó, hoặc là ông cha lúc đó ông đang nhậu nhẹt mà dạy con, hoặc là bà má vừa chiên xào đồ ăn vừa làm cái này vừa làm cái kia mà dạy con. Thì như vậy đó nó không có cái sự trang nghiêm, và dần dần đó, con nhỏ nó thiếu đi cái sự cung kính trong lúc mà nó nhận lỗi. Tại vì sao? Khi mà chư tăng quý vị sám hối với nhau đó, thì hai vị tỳ kheo vẫn phải đắp y đàng hoàng sau đó sám hối với nhau. Quý vị thử áp dụng, có nghĩa là khi mà con xin lỗi thì mình phải ở trong một cái trạng thái tâm lý ổn định và một cái hình thức nó cũng tương đối nó nghiêm túc, chứ không phải lúc đó là áo quần xốc xếch đó, rồi ông cha thì ông ở trần đó, rồi dạy con. Thì như vậy thì nó thiếu đi cái sự trang nghiêm của một người cha một người mẹ. Cái nữa đó, trong giới luật của tỳ kheo thì có một số cái giới dành cho sa di, mà khi mà một vị sa di đó phạm lỗi thì vị đó phải nhận những cái hình phạt để mà chuộc lỗi. Ví dụ như vị đó có thể quét sân, vị đó có thể xách nước, vị đó có thể lau dọn chánh điện đó. Thì những cái lỗi đó để cho vị sa di đó nhớ là khi phạm những cái lỗi này thì vị đó phải nhận những cái hình phạt tương xứng để chuộc lại cái lỗi. Và đó chỉ là những lỗi nhẹ thôi, những lỗi nhẹ ví dụ như ăn sái giờ, ví dụ như chiều tối rồi còn lén lén mà nấu gói mì, ví dụ những cái lỗi nhỏ như vậy đó. Thì vị đó sáng ra thì có thể xách nước, có thể quét sân đó, có thể lau dọn chánh điện. Thì cũng vậy, khi mà quý vị nuôi dạy con cái đó có những cái lỗi nhỏ nhưng mà quý vị có thể cho bé nó những cái hình phạt nho nhỏ để nó nhớ, nó nhớ là khi mà mình làm cái lỗi đó mình phải chịu trách nhiệm đó. Quý vị có thể xem những cái lỗi nào là lỗi nhỏ thì quý vị tự quý vị xem, rồi nó có thể làm những cái chuyện ví dụ như là quét nhà,
ví dụ như quét sân, ví dụ như là lau nhà, ví dụ như là lau bàn thờ nếu như mà bé nó lớn tí xíu, hoặc là xếp quần áo, những việc như vậy nên nên có những cái hình phạt nhỏ nhỏ như thế. Hoặc là những cái khi mà chư tăng á, khi một vị tỳ kheo phạm một cái lỗi lớn hơn nữa đó, thì có thể là bị sám hối trước một cái hội đồng tăng gồm 20 vị. Nhưng mà trước đó đó là vị đó sẽ sám hối trước một hội đồng tăng 20 vị. Rồi sau đó vị đó sẽ biệt chúng khoảng 7 ngày. Đó, biệt chúng khoảng 7 ngày. Cộng thêm cái thời gian mà vị đó giấu tội, ví dụ như vị đó giấu 1 ngày thì 7 ngày cộng thêm 1 ngày nữa. Rồi sau đó đó thì sẽ cần có một cái hội chúng 20 vị để mà gỡ tội cho vị đó. Có nghĩa là sau khi mà vị đó 7 ngày khiêm hạ cộng với những cái ngày giấu tội rồi thì sẽ có một cái hội chúng để mà cởi bỏ cái lỗi cho vị đó và khôi phục cái tư cách của một vị tỳ kheo. Thì cũng vậy, thì khi, nhưng mà cái lỗi đó là lỗi tương đối nặng rồi đó, lỗi tương đối nặng rồi. Thì đối với những cái lỗi nặng á, thì quý vị có thể dạy con, ví dụ như là bắt nó là phải ra trước mặt cha, có mẹ, có anh chị em, có ông, có bà, có nghĩa là có một cái hội đồng để mà đánh giá cái lỗi của nó. Và khi đánh giá như vậy thì sẽ ra một cái hình phạt xứng đáng. Ví dụ như trong 7 ngày này con không được đụng tới điện thoại, hoặc là 7 ngày này con không được chơi game, rồi cộng thêm mấy ngày đó mà con lỡ con giấu tội, con làm, con giấu, con hư. Thì sau đó, sau khi kết thúc cái thời hạn đó đó, quý vị có thể là tập hợp gia đình lại rồi xác nhận là những ngày qua là con đã có những cái có cái sự nhìn nhận tội lỗi và đã chịu cái hình phạt xứng đáng rồi. Và bây giờ nếu như mà ở nhà không có ai ý kiến thì có thể là tha lỗi và cho con trở lại như hồi xưa đó. Nhưng mà cũng có những cái trường hợp á, mà vị tỳ kheo phạm những cái lỗi quá nặng thì có thể đưa đến cái sự trục xuất. Nhưng mà con nhỏ thì mình không thể nào mình làm cái chuyện mà trục xuất được đó, chứ còn để mà nó tới cái mức độ mà mình phải đuổi nó ra khỏi nhà thì nó quá đáng rồi. Cho nên đó, Đức Phật nói là trong cái bài kinh Chăn Ngựa, Đức Phật hỏi cái vị tỳ kheo ấy, hỏi cái người chăn ngựa đó thì ông nuôi ngựa như thế nào. Rồi. Cô Visakha thiện duyên vui lòng tắt máy, tắt cái mic. Thì Đức Phật á, hỏi vị tỳ kheo chăn ngựa là ông chăn ngựa thì ông chăn như thế nào, thì vị tỳ kheo đó nói là Bạch Đức Thế Tôn đó. Cái con nào nó cần dỗ dành thì con dỗ dành, cái đứa nào cái con ngựa nào nó cần phải đánh thì con đánh, còn cái con nào nó cần vừa dỗ vừa đánh á, thì con cũng vừa đánh vừa xoa, còn cái con nào mà dạy hoài không được thì con giết làm thịt. Thì Đức Thế Tôn nói là Như Lai cũng dạy các vị tỳ kheo như thế. Thì cái người chăn ngựa mới hỏi đó là Bạch Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn ngài là một vị đại từ bi, thì làm sao mà ngài có thể nói một cái câu như là có thể giết, đánh rồi giết như vậy. Thì Đức Thế Tôn trả lời đó, có những vị cần Như Lai nói nhỏ nhẹ, khuyến khích một cách nhẹ nhàng thì Như Lai sẽ dạy dỗ một cách nhẹ nhàng. Nhưng mà có những lúc, có những vị cần Như Lai dạy dỗ một cách nghiêm khắc thì Như Lai sẽ dạy dỗ một cách nghiêm khắc. Có những người đó, có những vị đó cần kết hợp là có khi thì nhẹ nhàng, khi thì nghiêm khắc, thì Như Lai dạy dỗ khi thì nhẹ nhàng, khi thì nghiêm khắc. Còn có những vị đó
dạy không được nữa thì Như Lai giết có nghĩa là Như Lai từ bỏ, không nhắc tới nữa. Cũng vậy, trong cái quá trình mà nuôi dạy, suy nghĩ là ngay cả trong ngành sư phạm cũng vậy thôi. Có những cái trường hợp dạy dỗ mình nhắm mà nó thích nói ngon, nói ngọt, nói nhỏ nhẹ, ví dụ như con làm, con nên làm cái này đó, tại vì con làm cái này thì con sẽ được cái này, nó sẽ được những cái điều lợi ích cho con. Thì con nít có những đứa nó trong có những giai đoạn nó thích ngon ngọt, nhưng mà có những giai đoạn đó, nó cần có cái sự nghiêm khắc. Ví dụ như con nên biết cái này là cái lỗi, và con nên biết khi mà con làm cái này là con rất là dại, và khi con làm như vậy đó, con sẽ đem ra những cái hậu quả như thế, và cái hậu quả đó, đó con sẽ phải khắc phục như thế nào, và con sẽ phải nhận lãnh những cái hình phạt như thế nào. Đó là những khi mà cần phải nghiêm khắc. Rồi có những đứa mà mình cần vừa đánh vừa xoa, có nghĩa là trước thì xoa nó, con làm, con đã làm những cái chuyện này rất là tốt, bài vở con đã học những rất là tốt, tuy nhiên đó, ba mẹ thấy con là dạo này chơi game hơi nhiều, mà cái chuyện đó nó sẽ ảnh hưởng việc học. Hoặc là có thể là đánh trước mà xoa sau đó, ví dụ như là nghiêm khắc dạy dỗ nó những cái lỗi mà con phải nhìn nhận rồi con phạt, nhưng mà sau đó là tuy nhiên là trong thời gian qua thì ba má cũng thấy con có những cái hành động, cũng có làm những cái chuyện tốt, ví dụ như là được 10 điểm hoặc là được cô giáo khen, hoặc là con có làm những cái chuyện tốt nào đó mà ba má thấy thì cái này thưởng cho con, nhưng mà con nhớ hư là phải bị phạt, làm tốt thì con được thưởng đó. Còn cái đứa nào mà dạy hoài không được thì không lý tới nó nữa. Nhưng mà cái này suy nghĩ có thể là trong ngành sư phạm thôi, chứ còn mà bậc làm cha làm mẹ mà làm sao nói tới cái chuyện không lý tới nó nữa được. Đó, thì đó là sư gợi ý cái cách mà tăng đoàn ứng xử với nhau nó rất là đẹp như vậy. Thì quý vị có thể xem xét, nếu phù hợp thì quý vị có thể áp dụng vào ở trong cái chuyện giáo dục. Ngoài ra đó, tăng đoàn còn có một số cách để giải quyết các cái cuộc tranh luận. Ví dụ như có những cái cuộc tranh luận mà chư tăng phải bỏ phiếu đó, có nghĩa là theo số đông. Nhưng mà có những cuộc tranh luận á, mà không theo số đông được, tại vì cái số đông là những người theo ác tà kiến đó, cho nên là không phải chuyện gì cũng theo số đông. Có những trường hợp thì cần phải đối diện minh bạch rõ ràng. Ví dụ như con nó làm cái chuyện gì đó, đem ra hỏi rõ, hỏi cho rõ ràng, ba mặt một lời, ba má nghe người ta nói con vậy đó, con có hay là không, cho nhỏ cơ hội giải thích, cần thiết đối chất để xem coi nó giải thích như thế nào. Thấy chưa? Đó. Rồi có những trường hợp mà chư tăng nói với nhau là thôi bây giờ bỏ qua, không nhắc tới nó nữa. Thì cũng vậy, có những cái lỗi đó mà con cái nó phạm rồi thì giải quyết xong rồi thì thôi dẹp, không nhắc tới nó nữa. Nhất là sư nói mấy cái cô phụ nữ, người ta lỡ mà người ta làm cái lỗi gì rồi đó, có khi là mình nhắc tới, nhắc luôn, nhắc tới, nhắc luôn, nhắc hoài, nhắc không bao giờ chịu bỏ. Không có nên như vậy. Nhất là con nít á, khi mà nó cứ bị một cái lỗi mà nó đã chịu cái phạt rồi đó, mà cứ bị nhắc tới nhắc lui hoài đó, thì nó không có nên đó. Cho nên là có những cái việc mà mình cần phải học cách chôn lấp, có nghĩa là không nhắc tới nó nữa đó. Thì khi mà quý vị thì khi mà quý vị áp dụng những cái phương pháp mà tăng đoàn giải quyết để mà ứng dụng trong cái việc giáo dục ở trong gia đình đó, thì nó sẽ mang lại nhiều cái điều lợi ích. Sư thấy cái iPhone của Huyền dơ bàn tay, không biết là cô muốn phát biểu hay là do bị lỗi.
Rồi. Câu hỏi tiếp theo. Con thắc mắc rằng với một người cư sĩ tại gia thì cần hành trang giáo lý gì? Cụ thể là đọc gì và nghe gì để về cơ bản có đủ kiến thức thực hành tứ niệm xứ được? Thêm nữa, những phần nào mình nên học thuộc lòng để thuần thục trong tư duy và khi quán niệm? Và cái câu này nó cũng liên quan tới cái câu ở dưới, cho nên sẽ tập luôn. Là con tự tập thiền 3 năm nay thông qua một thầy hướng dẫn trên mạng. Con tập 16 hơi thở, chánh niệm được trên hơi thở, cảm giác toàn thân một phần, càng tập càng thấy sáng suốt và hạnh phúc lạ thường. Quý vị vui lòng kiểm tra lại cái micro. Mọi việc rất suôn sẻ và thuận duyên. Có điều con thấy thường hành giả thì phải trực tiếp học thiền với vị thiền sư. Nhưng con một phần chưa đủ thắng duyên, phần còn lại tính con rất nhát và nhạy cảm nên việc tiếp xúc với đám đông hay gặp gỡ. Rồi thôi, dưới thì cái phần tâm sự thôi. Kính sư chỉ dạy cho con rằng việc hành thiền có nhất thiết phải tìm một vị minh sư hướng dẫn trực tiếp hay không? Dù mình thực tập tại nhà có tiến bộ, có chánh niệm và càng thấy hoan hỷ, bớt chấp trước kính mắt, có những tiêu chí nào để biết mình đang tu đúng? Cái iPhone của Huyền như là cô có cái muốn phát biểu hay là như thế nào vậy cô? Rồi thì sư trả lời câu hỏi ha. Thì thưa quý vị đó, nói về cái việc thực hành thiền định thì cái lời khuyên chân thành của sư là quý vị nên đến gặp một vị thầy có khả năng hướng dẫn thiền cho quý vị, rồi quý vị học theo. Nếu như quý vị ngại đám đông thì có thể đến gặp một cái vị thầy có khả năng hướng dẫn một nhóm ít. Đó, như là vừa rồi sư đang hướng dẫn một cái nhóm có 4 vị hành thiền trong 5 ngày. Và xin thưa với quý vị đó, thì những vị đó nói hồi trước thì cũng có đọc kinh, cũng có đọc kinh sách, cũng có học giáo lý nhiều lắm. Nhưng mà đó, khi mà thực hành rồi đó mới có biết là có những vấn đề chỉ khi nào mình thực hành đó, mình mới trải nghiệm được. Chứ còn khi mà mình chỉ đọc sách không thôi á, thì nó chỉ là con vẹt, nó không có trải nghiệm được và mình không có nắm được cái vấn đề. Chỉ lấy ví dụ như khi mà quán các cái cảm thọ, chỉ biết đó là những cảm thọ thôi và không có đánh đồng cái tôi và cái của tôi vào ở trong đó, làm cho các thọ nó không có duyên cho ái. Cho nên á, mặc dù là thọ khổ nhưng mà tâm sân nó không có khởi lên, mặc dù là thọ lạc nhưng mà tâm tham nó không khởi lên. Cái người mà không hành thiền đó quý vị, họ chỉ giỏi miệng khua môi múa mép chát chít ở trên mạng á, rồi nói thì rất là giỏi, nhưng mà phải đi vào thực tế hành trì thì người đó mới biết là cái sự thực hành đó như thế nào và làm sao để đạt được cái trạng thái như vậy, mặc dù mình vẫn chỉ cứ là một người phàm và chưa có một cái sự chứng đắc gì hết. Có những cái đó phải tham gia, phải được cái sự hướng dẫn thì nó rõ ràng hơn. Còn khi mà chúng ta tự thực hành á, có khi đương nhiên là cũng có những người thực hành đúng chứ không phải là không có. Nhưng mà cái đúng của mình thì sư không chắc là đúng được bao nhiêu phần trăm, tại vì nó không có được cái sự hướng dẫn. Thậm chí sư nói với quý vị, ngay cả những cái khóa thiền tập trung mà đông người đó, chính xác hơn là những khóa thiền
mà cái vị thầy hướng dẫn không có cơ hội tiếp xúc riêng với từng người thì cũng rất khó để biết được là quý vị có hành đúng hay hành sai. Có những cái khóa tu 7 ngày mà lên tới cả 100 người thì làm sao vị thiền sư có khả năng tiếp xúc riêng với từng người, hỏi là cái ngày hôm đó đó rồi cô hay là chú hành thiền có những cái trải nghiệm như thế nào, và thông qua cái chuyện mà vị đó tâm sự, cái người hành thiền, vị hành giả đó tâm sự kể ra những cái trải nghiệm đó, thì cái vị thầy hướng dẫn mới biết là cái hành giả đó làm đúng hay sai, và có cần tiến thêm một bước nữa hay không, hay là cần phải rèn luyện thêm cụ thể ở cái mục nào. Có những cái sự điều chỉnh nó rất là nhỏ thưa quý vị. Thậm chí quý vị đừng có nói với sư là chỉ có mỗi một bài kinh đại niệm xứ là đủ về tứ niệm xứ. Xin thưa, cái cách thực hành tứ niệm xứ nó có nhiều cách, cho nên nó mới ra những cái dòng thiền Mahasi, rồi dòng thiền Tun Lun, dòng thiền Ba Ao, rồi dòng thiền Venka. Nó có những cái phương pháp thực hành tùy chỉnh phù hợp với từng đối tượng. Cho nên á, sư không khuyến, ngay cả những cái nhóm, những cái khóa tu đông người mà vị thiền sư, cái vị thầy hướng dẫn không có cơ hội hướng dẫn từng người, sư cũng không khuyến khích lắm. Đương nhiên có tham gia thì còn hơn không, nhưng mà sư còn không khuyến khích lắm, huống chi là cái chuyện tự học tự hành ở nhà. Đó, cái chuyện mà quý vị đúng thì phải nói là không biết đúng bao nhiêu phần trăm. Đó là cảm, quý vị cảm thấy đúng thì có thể như vậy. Đó. Rồi làm sao để mà biết được là quý vị hành mà nó đang tu đúng? Thì có một lần bà Gotami bà hỏi Đức Thế Tôn á, là làm sao để biết sau này là thế nào là đúng với chánh pháp và thế nào là không đúng chánh pháp khi Đức Thế Tôn đã viên tịch rồi. Thì Đức Thế Tôn mới trả lời đó, sau này cái phương pháp tu tập nào mà càng tu á, thì nó càng an lạc, càng tu nó càng bớt dính mắc, càng tu càng hướng đến cái sự xả ly, càng tu thì càng buông bỏ nhiều những cái sự chấp giữ. Đó, càng tu càng ly tham, càng tu càng không còn cái sân hận. Thì như vậy đó thì mình biết là mình tu đúng. Còn càng tu là mình càng chấp ngã, mà càng tu là mình càng ham thích nhiều, càng tu thì mình càng thích quần tụ đám đông. Thì như vậy là chúng ta đang tu sai. Còn hỏi mà có những cái bài kinh nào để mà có thể phù hợp cho cái người hành tứ niệm xứ, thì xin thưa là rất nhiều ở trong chung bộ kinh. Ví dụ như là kinh kinh niệm xứ nè ha, kinh thân hành niệm, kinh quán niệm hơi thở Anapanasati, rồi kinh khất thực thanh tịnh. Đây, chờ tí xíu. Đây. Thì phải nói là hầu hết rất nhiều những cái bài kinh này, khi mà quý vị có cái sự nắm bắt, có sự hiểu về tứ niệm xứ thì gần như là quý vị đều, những cái bài kinh này đều là nói tới cái chuyện thực hành tứ niệm xứ được hết. Nè, ví dụ như ngay cả trong bài kinh Chánh Chi Kiến này, cũng có sự thực hành tứ niệm xứ ở trong đó. Kinh niệm xứ cũng có sự thực hành tứ niệm xứ ở trong đó. Đó. Rồi ví dụ như quý vị coi cái bài kinh ví dụ con rắn á, thì quý vị sẽ hiểu là Đức Phật đưa ra cái ví dụ. Cái chuyện mà mình học đạo á, là để tu tập
đưa đến cái sự giải thoát, chứ không phải là mình học đạo để đem ra mà tranh cãi, tự cãi với nhau, học đạo để đem ra mà hí luận đạo với nhau, để dẫn chơi như là con nít nó chơi mấy cái trò đánh đáo. Thì như sư nói, cái chung bộ kinh á, là cái bài, là cái bộ kinh mà chủ yếu là nhắc đến cái sự tu tập. Mà khi mà quý vị đọc, mà quý vị nắm được cái sự thực hành tứ niệm xứ, thì quý vị đều thấy cái tứ niệm xứ nó nằm ở đâu đó, nằm rải rác ở đâu đó. Còn cái nếu mà cụ thể nhất mà nhắc tới cái niệm, tứ niệm xứ á, thì thứ nhất là kinh Đại Niệm Xứ nè ha. Rồi kinh kinh Quán Niệm Hơi Thở, đâu rồi, kinh Quán Niệm Hơi Thở, rồi kinh Thân Hành Niệm, rồi kinh Nhập Nhập Tức Xuất Tức Niệm, là kinh Quán Niệm Hơi Thở đó. Đó thì sư nói cụ thể những cái bài kinh đó để quý vị đọc trước. Còn những cái bài kinh kia đó là đều có, rồi kinh Khất Thực Thanh Tịnh. Đó. Thì những cái bài kinh đó là quý vị nên đọc trước. Nha. Nó nói đến cái sự thực hành tứ niệm xứ để quý vị có thể nắm cái lý thuyết. Ngoài ra đó thì còn có cái bộ Thanh Tịnh Đạo. Thanh Tịnh Đạo, nếu mà quý vị chịu khó đọc thì có thể đọc luôn từ phần giới cho tới phần định, rồi mới tới cái phần tuệ. Thì cái phần tuệ là nói về cái sự thực hành tứ niệm xứ. Tuy nhiên á, thì quý vị nên đọc luôn cả cái phần giới và phần định. Tại vì trong cái phần thân hành niệm á, thân hành niệm nó có Đức Phật có dạy luôn là cái phần mà bất tịnh quán nè. Ha. Và cái bất tịnh quán có nghĩa là gồm 32 thể trược và 10 cái đề mục tử thi, thì nó đều nằm ở trong cái thân hành niệm, và thân hành niệm nó thuộc thân niệm xứ ở trong tứ niệm xứ đó. Cho nên ngay cả các cái vị thiền sư như là ngài Pa Ao hoặc là ngài Mahasi, thì ngài cũng dựa vào các cái bài kinh đó. Đó là những cái bài kinh ở trong trung bộ mà hồi nãy sư mới nói, và Thanh Tịnh Đạo và cái bộ Phân Tích Đạo. Bộ Phân Tích Đạo đó thì ngài Chánh Thân, ngài Đá Chanh Đá đó, ngài đã làm rồi. Đây. Patti Samphida Maggo. Nha. Thì cái này á, là nếu như mà quý vị chịu khó mà quý vị đọc á, mà quý vị là người có trí á, chịu khó đọc á, thì nó cũng hướng dẫn về cái việc thực hành tứ niệm xứ ở trong đây. À, đó là nói về các cái thiền, mình gọi là các cái thiền tuệ đó. Cái thiền tuệ đó thì nó nằm ở đây. Tuy nhiên như sư nói thì thôi, tốt nhất á, là nên có một cái vị thầy mà có khả năng hướng dẫn quý vị một cách sâu sát. Ví dụ như mà quý vị đi qua, có những cái khóa thiền như là cái khóa thiền ở Thiền Viện Nguyên Thủy đó, thì có những lúc mà những cái vị thiền sư được mời về, thì các vị đó có cái thời mà trình pháp, quý vị có thể đến, quý vị hỏi,
đời đó con thực hành như vậy đúng hay là sai và cần thay đổi cái gì, thì việc đó sẽ giảng giải chi tiết cho riêng từng người. Như vậy nó sẽ tốt hơn là quý vị tham gia những cái khóa mà không có được cái cơ hội mà tiếp xúc riêng từng người. Huống nữa là cái việc mà quý vị tự thực hành ở nhà. Sẵn nói về cái việc thực hành thì có vị hỏi là thưa sư, trong cái phần chat á, là thưa sư cho con hỏi, lần trước sư có chia sẻ việc quan sát hơi thở vào ra có tâm lý bát chánh đạo thì cụ thể là như thế nào và chúng con cần rèn luyện như thế nào để làm được điều đó. Cái vấn đề là cô không có hiểu, sư không biết là cô đã biết vi diệu pháp hay chưa, cho nên là nói với cái vị mà chưa có cái khái niệm về vi diệu pháp thì nó rất là khó cho sư. Người đó nó có hai loại. Thứ nhất là cái tâm, mình có hai cái tâm, và thứ hai là cái sở hữu tâm đó. Thì cái sở hữu tâm đó có nghĩa là những cái thành tố tâm lý nó cấu thành nên cái mà mình gọi là một cái tâm tham, một cái tâm sân, hay là một cái sự chánh niệm, vân vân và vân vân. Còn bản thân cái tâm đó nó chỉ là cái sự biết cảnh thôi. Sư lấy ví dụ như một cái ly nước cam nha, thì cái tâm nó chỉ là nước thôi. Còn sở dĩ được gọi là nước cam á, là bởi vì nó có cam rồi nó có đường ở trong đó thì nó mới gọi là nước cam. Còn bản thân cái nước không thôi đó, đây là nó chỉ là cái tâm thôi. Thì trong một tâm giống như là một cái ly nước cam, thì ngoài nước ra nó có thể nhiều cái thành phần tâm lý khác rồi đó. Rồi ví dụ như một cái ly trà sữa thì nó còn nhiều cái thành phần ở trong đó nữa, có nghĩa là nó có trà nè ha, nó có sữa, rồi nó có trân châu, rồi nó có hột é, rồi nó có cái này, có cái kia, có đủ thứ hết. Cũng vậy, trong một tâm nó sẽ có nhiều cái thành tố tâm lý ở trong đó. Có những cái thành tố tâm lý mà nó hiện ra một cách rõ rệt, nhưng mà có những cái thành tố tâm lý nó chỉ đóng cái vai trò là nó làm nền thôi. Có nghĩa là có ở đó, cần thì mới xài, còn không cần thì nó vẫn cứ nằm ở đó, nhưng mà nó có chứ không phải nó không có. Đó, cô phải nắm cái này trước rồi đó. Thì khi mà đối với một cái người chánh niệm á, thì mặc dù khi đó là vị đó không có cái vị đó không cần nhớ chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, nhưng mà trong khi vị đó đang tu tập thì những cái thành tố của bát chánh đạo nó đã có sẵn rồi. Nó có sẵn trong cái tâm của vị đó. Và vị đó không cần phải đem nguyên cả cái vi diệu pháp ra để mà vị đó ngồi thiền. Có nghĩa là ngồi thiền không cần phải đem toàn bộ kiến thức vi diệu pháp ra làm chi. Mà bởi vì nó đã có sẵn rồi, giống như khi quý vị uống nước, uống trà sữa thì không, người ta chỉ đơn giản là người ta uống trà sữa thôi, chứ đâu có ai rảnh đâu mà phân tích đây là nước, đây là trà, rồi đây là sữa, rồi đây là phô mai, rồi đây là trân châu, đâu có ai khùng vậy, đúng không? Bản thân khi họ uống thì nguyên cả cái trà sữa nó là cả một cái đống, nó hỗn hợp, nó chui vô bụng nó cái một vậy thôi. Thì cũng vậy, khi vị đó hành thiền, vị đó giữ chánh niệm, mặc dù vị đó không cần thiết phải đi phân tích đây là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, nhưng mà khi vị đó đang chánh niệm như vậy, những cái thành tố đó nó có sẵn rồi, với điều kiện là phải học đạo, phải học pháp, phải hiểu pháp trước đó đã. Chứ còn một cái anh mà dốt đặt cắn mai thì anh làm gì biết mấy cái chuyện đó, mà có gì không có đó. Rồi tại sao, làm bằng cách nào, sư hỏi, như ví dụ như ly trà sữa, bằng cách nào là mình biết nó có chân châu? Thì mình hút vô nó có chân châu, thì mình chạm vào cái chân châu thì mình biết nó có chân châu. Thì cũng vậy, khi mà quý vị hành thiền mà làm sao quý vị biết là nó có những cái thành tố bát chánh đạo ở trong đó? Khi tâm tham, ví dụ như một cái tâm bất thiện khởi lên, vì đang hít vào, thở ra, biết thở ra, một cái tâm bất thiện nó khởi lên
nó nhảy ra, ví dụ như một cái tâm tham nó xuất hiện, quý vị biết liền, à tâm tham xuất hiện. Dựa vào đâu quý vị biết? Xin hỏi dựa vào đâu quý vị biết nó là tâm tham chứ nó không phải tâm thiện? Dựa vào đâu quý vị biết nó là tâm tham chứ nó không phải là tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả? Cái sự phân biệt đó là nhờ cái anh chánh kiến. Có nghĩa là mặc dù quý vị không cần lúc nào cũng phải niệm trong đầu chánh kiến, chánh kiến, chánh kiến, chánh kiến, nhưng mà khi mà cần, cái anh chánh kiến nó tự nhảy ra để nó nói cho quý vị biết, à đây là cái tâm tham, đây là tâm bất thiện. Mà nhờ đâu quý vị phân, quý vị biết được, quý vị biết, quý vị phát hiện được. Cái chuyện mà quý vị phát hiện được nó là nhờ cái anh chánh niệm anh phát hiện. Và cái chuyện mà quý vị nỗ lực để mà quý vị vượt qua được cái tâm tham đó bằng đủ mọi cách, ví dụ như tiếp tục tập trung vào đề mục thiền, hoặc là dùng một cái phương pháp đối trị nào đó, thì đó là chuyện của anh chánh tinh tấn. Thấy chưa? Có nghĩa là mặc dù bát chánh đạo, những cái thành tố tâm lý của bát chánh đạo, mình không cần lúc nào mình cũng phải ghi nhớ nó, mình phải niệm nó, mình cũng phải học thuộc lòng nó, mình cũng phải lúc nào cũng canh cánh nó trong lòng hết. Cứ chánh niệm, cứ chánh niệm, thì khi mà cần thiết thì tự nhiên là mình lôi nó ra xài. Xin lấy ví dụ, khi quý vị đang hít vào thở ra như vậy đó, quý vị có nhu cầu mắng chửi người ta không? Quý vị có cái yếu tố tâm lý để quý vị muốn mắng chửi người ta hay không? Đó. Thì khi mà quý vị không, cái thành tố tâm lý mà không muốn mắng chửi người khác, thì có nghĩa là khi đó quý vị đang có cái thành tố của chánh ngữ trong đó rồi, đâu cần quý vị phải niệm. Nhưng mà vào cái giờ phút quý vị đang chánh niệm đó, quý vị sẵn sàng không dùng một cái lời lẽ thô bạo để công kích người khác, có hay là không có? Có, đúng không? Rồi khi mà quý vị đang thực hành chánh niệm như vậy, quý vị sẵn sàng không có trộm cướp, không có làm những cái nghề nghiệp bất thiện, quý vị có sẵn sàng làm chuyện đó không? Thấy chưa? Thì có nghĩa là mặc dù cái giờ phút đó quý vị chỉ giữ chánh niệm thôi, quý vị không cần phải lúc nào cũng niệm đi niệm lại bát chánh đạo, chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh mạng, chánh định, không cần. Nhưng mà nó có sẵn, cần thì nó nhào ra. Rồi tiếp theo, con xin đảnh lễ sư. Thưa sư, con thường được nghe giảng về những vị chư thiên trên cõi trời vô tưởng, không có tâm. Nếu không có tâm thì làm sao vị này có thể nhận thức được sự hiện hữu của mình? Thưa quý vị đó, ở cõi trời vô tưởng, khi mà không có tâm thì vị đó cũng không nhận thức được sự hiện hữu của mình luôn. Cái vị mà đang ở cõi trời vô tưởng đó, vị đó cũng không nhận thức được sự hiện hữu của mình. Được mô tả giống như là một người bắn một cái mũi tên mà vào trong bóng tối, theo dõi được một đoạn rất là ngắn, và sau đó là mất dấu. Và sau này á, khi mà vị đó, cô Hương Bình Nguyễn vui lòng tắt micro. Và sau này đó, nếu như mà vị đó có chứng thiền, có thần thông, có thể nhớ được một kiếp, hai kiếp, năm kiếp, mười kiếp, một trăm kiếp, một kiếp trái đất, hai kiếp trái đất, mà vị đó nhớ đến ngay cái kiếp mà vị đó làm cái vị trời, vị ở cõi, vị phạm thiên ở cõi vô tưởng á, thì vị đó cũng không biết được, mà vị đó sẽ nảy sinh một cái tà kiến như thế này. Do cái tuổi thọ của cái vị trời cõi vô tưởng này đó, nó vượt qua khả năng nhớ của vị đó, cho nên vị đó sẽ có một cái tà kiến như thế này: bây giờ giới hạnh của tôi trong sạch, tôi có thể nhớ được vô lượng kiếp quá khứ. Xin thưa với quý vị, tuổi thọ một quả địa cầu nó rất là lớn, mà có thể nhớ được một kiếp trái đất, hai kiếp trái đất, ba kiếp trái đất,
thì có nghĩa là cái sức nhớ vị đó rất là lớn rồi. Và vị đó thì vị đó có cơ sở thì vị đó nói là ta nhớ được vô lượng kiếp quá khứ. Và ở một cái kiếp đầu tiên, có nghĩa là ta từ không có gì hết mà do phiền não cho nên có chúng sanh. Bây giờ cái kiểu lý luận đó nó vẫn còn, là xuất phát từ những cái vị mà chứng thiền nhớ được tới cái kiếp này. Có nghĩa là vị đó phát sinh khởi cái tà kiến là trước đó tao vốn thanh tịnh, không có chúng sanh gì hết, nhưng mà do có một khởi niệm cho nên là xuất hiện cái chúng sanh đó. Để chúng là trước đó là không có, nhưng mà do ô nhiễm sau đó mới có chúng sanh. Rồi vị đó có thể do cái thần thông, vị đó có thể nhớ biết được những cái kiếp sau, 100 kiếp sau, 1000 kiếp sau, 1 kiếp trái đất sau, 2 kiếp trái đất sau. Vị đó nhớ nhìn thấy tương lai, thấy ngay cái kiếp mà vị đó lên cái cõi trời vô tưởng, thì vị đó mất hút. Do sức nhớ vị đó có hạn, không nhớ hết được cái tuổi thọ của cái vị ở cõi trời vô tưởng này, cho nên vị đó sẽ phát sinh một cái tà kiến là với cái giới hạnh thanh tịnh, với sự tu tập, với thần thông mà ta có, ta có thể nhớ được 10 kiếp, 100 kiếp, 1000 kiếp, vô số kiếp. Và ta thấy rằng trong tương lai ta sẽ đi đến cái chỗ là không có gì hết, cho nên là vị đó phát khởi một cái tà kiến là không đến không đi cũng chẳng có gì. Cho nên khi mà sanh về cái cõi vô tưởng thì vì đó không có sự ghi nhận nào hết, nhưng mà vẫn có tồn tại, chứ không phải không có tồn tại, nhưng mà vì đó không còn khả năng biết gì hết á. Câu số 2, câu tiếp theo. Kính thưa sư, trong lúc hành thiền nhiều lúc con hay tưởng tượng đến hình ảnh dâm dục, con biết đó là bất thiện và có tác ý quay lại quan sát hơi thở. Con muốn hỏi là khi mình nảy lên tư tưởng như vậy, mình có đang tạo nghiệp về ý hay không, và làm cách nào để khắc phục? Con vẫn luôn quán thân bất tịnh và không có xem hay thực hiện hành vi dâm dục, và con mới hành thiền được 1-2 tháng nay thôi. Thưa quý vị, khi mà chúng ta, quý vị cần phải phân biệt nó như thế này. Trong 12 nhân duyên, trong 12 nhân duyên thì vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc duyên lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ. Ha. Đó, thọ duyên ái thì cái vấn đề nó nằm ở chỗ này. Coi như là sáu căn cộng với sáu cái cảnh, ghi cho quý vị, ai chưa có hiểu thì sáu giác quan cộng cho sáu cái đối tượng của sáu cái giác quan đó ha, thì nó sẽ ra cái sáu cái cảm thọ. Đừng bao giờ nghĩ là cái cảm thọ này là nó chỉ có thọ trên thân không thôi, mà ngay cả con mắt của mình á, khi mà mình nhìn thấy cái cảnh đẹp hay là cảnh xấu thì nó vẫn có cảm thọ của con mắt. Có nghĩa là mắt có thể thọ lạc khi mà thấy cảnh tốt, mắt có thể thọ khổ khi thấy cảnh xấu. Cho nên nó, cái cảm thọ này là cảm thọ của cả sáu giác quan. Mà sáu cảm thọ này nó có ba cái cảm thọ, có nghĩa là thọ lạc, nghĩa là lạc nè, khổ nè, và thọ không lạc không khổ, có nghĩa là thọ xả. Đó, thì nó ra là 18 cái cảm thọ. Ha, nó ra 18 cảm thọ. Thì cái vấn đề ở đây đó là cái thọ này á, theo 12 nhân duyên á, thì thọ
thọ duyên cho ái. Và ái duyên cho thủ, thủ duyên cho hữu. Cái vấn đề nó nằm ở chỗ này nè, quý vị nhớ nhớ cái này ha. Thí dụ như một cái hình ảnh á, một cái hình ảnh, ví dụ như một cái hình ảnh người nữ đi, ví dụ như một cái hình ảnh người khác giới xuất hiện ở trong tâm của mình, có nghĩa là cái ý căn của mình á, cái ý căn của quý vị đó, cái ý căn của quý vị nó bắt cái đối tượng là một cái suy nghĩ về người nữ, thì nó chỉ mới là sáu, là cái nó chỉ mới là cái ý, cái ý tiếp xúc, ý nè nó gặp, ý nó cộng với hình ảnh người khác giới, hai thằng này nó chưa có vấn đề gì hết. Tại vì cái chuyện này đó, cái chuyện mà cái ý nó tự nhiên nó xuất hiện cái hình ảnh người khác giới, nó có thể là do một cái nghiệp quá khứ, nó có thể do một cái nghiệp quá khứ ha, và nó sẽ cho ra cái cảm thọ, có nghĩa là cái thọ hỷ. Trừ khi tự nhiên cái mình nhớ tới một cái người khác giới mà nó xấu, trời trời canh gió lạnh, thì cái đó thọ ưu thì xưa không nói, mà đa phần thì mình có thể mình thọ hỷ. Rồi cái vấn đề nó nằm ở đây, khi nó chỉ dừng ở đây, nó chưa là cái gì hết, nó chưa là cái gì hết, quý vị chưa có tạo cái nghiệp thiện hay bất thiện nào ở đây hết trơn, tại vì nó thuộc về quả. Ha, ghi chú thuộc về quả, thuộc về quả, nó không phải nhân, nó chưa có tạo nghiệp, nó không có tạo nghiệp, nó thuộc về quả. Cho nên cái chuyện mà một cái hình ảnh một người khác giới mà nó xuất hiện trong đầu quý vị đó, nó chưa tạo nghiệp gì hết trơn á, chưa tạo nghiệp gì hết. Vấn đề nằm ở đây, khi mà quý vị thọ hỷ rồi đó, đối với người không tu tập thì ngay trong tích tắc, ngay trong tích tắc cái thọ nó duyên cho ái, có nghĩa là mình thích thú với cái cảnh đó. Chết là chết cái chỗ này. Đối với người không tu tập, không có sự chánh niệm tỉnh giác, thì ngay lập tức là cái cảm giác thích thú, cái cảm giác cái thọ hỷ đó, nó sẽ duyên cho ái, có nghĩa là cái sự yêu thích đối với cái cảnh đó. Chính vì yêu thích đối với cảnh đó, quý vị mới tiếp tục nhìn ngắm cái cảnh người khác giới ở trong cái tâm tưởng của quý vị, tiếp tục theo đuổi cái cảnh người khác giới trong tâm tưởng của quý vị. Và cái ái đó, nó cái sự mà tiếp tục theo đuổi đó đó, cho nên nó là ái nó duyên cho thủ, mà thủ nó duyên cho hữu, có nghĩa là nó tạo nghiệp. Cho nên khi mà cái hình ảnh đó mà nó duyên cho ái rồi, là khi đó là quý vị tạo cái nghiệp về ý rồi đó. Còn khi mà nó chỉ mới thọ hỷ này không thôi nè, thì chưa có tạo nghiệp. Như vậy làm sao, cái vấn đề là làm sao để mà mình ngắt ngay ngang cái chỗ này. Mình ngắt ngang cái chỗ này có nghĩa là cái chuyện thọ hỷ nó không tránh khỏi. Thọ hỷ nó không tránh khỏi. Ha. Nhưng mà mình có cách để mà cho từ cái thọ hỷ đó mà nó không duyên cho ái. Mà ở bên Thiền Tông đó, thì họ có một câu rất là nổi tiếng, đó là đối cảnh vô tâm. Đó, đối cảnh vô tâm. Thì làm sao được? Phải thực hành tứ niệm xứ, thưa quý vị. Phải thực hành tứ niệm xứ, cụ thể hơn là thực hành thọ quán niệm xứ. Khi mà quý vị thực hành thọ quán niệm xứ, cái thọ hỷ nó khởi lên, quý vị ngay lập tức biết cái thọ hỷ nó khởi lên. Và khi quý vị biết thọ hỷ khởi lên á, thì cái hỷ đó nó không duyên cho ái, cái thọ nó không duyên cho ái nữa, mà nó duyên cho chánh niệm. Mà muốn được như vậy thì quý vị phải thực hành, chứ còn bây giờ mình ngồi mình nói không thì nó giống như con nít nó ngồi, nó nói chơi với nó dốc với nhau. Đó, muốn với người chánh niệm đó.
thì thọ duyên cho chánh niệm. Phải thực hành. Chứ còn mình ngồi đây mình nói, mình tăng dốc với nhau thì nó không làm được chuyện gì hết trơn. Phải thực hành thì quý vị mới làm được cái chuyện đó. Có nghĩa là ngay cái thọ nó xuất hiện thì quý vị duyên ngay cho chánh niệm, duyên ngay cho chánh niệm, chứ nó không có duyên cho ái. Phải thực hành. Hoặc là quý vị sớm tí nữa, sớm tí nữa có nghĩa là quý vị thực hành thân hành niệm, thì quý vị chỉ làm việc ở sáu căn, sáu căn sáu cảnh thôi, chỉ làm việc với sáu căn sáu cảnh. Quý vị chánh niệm trên từng cái cử động lớn nhỏ, chánh niệm trên từng hơi thở, thì khi đó những cái cơ hội cho các cái tư tưởng bất thiện nó khởi lên á, nó không có. Và nếu như trong một cái giây phút mình thất niệm, hoặc là do một cái quả quá khứ nó trổ, nó khiến cho một cái hình ảnh khác giới nó xuất hiện trong cái tâm trí của mình á, thì khi đó nó vượt qua cái bước đầu của cái chuyện là quán thân trên thân rồi, thì mình có một cái hàng rào thứ hai là quán thọ trên thọ. À, quán thọ trên thọ, phát hiện ngay a thọ hỷ, phát hiện ngay và thọ ngừng ở đó. Khi đó nó duyên cho chánh niệm kết thúc. Ha. Mà nếu như nó vượt qua cái này đó, nó xuất hiện cái tâm tham đó, xuất hiện tâm tham, thì chúng ta có tâm quán niệm xứ. Khi đó thì ảnh phát hiện ngay cái phát hiện cái ái nè, phát hiện ái, thì nó không duyên cho thủ cho hữu nữa, mà nó duyên cho chánh niệm. Thấy chưa? Thì nhờ như vậy đó, quý vị mới có khả năng mà cắt đứt được. Chứ còn khi mà không có cái sự tu tập, không có chánh niệm, thì làm không được chuyện này, làm không được chuyện này. Phải thực hành. Chứ còn mình không thể mình ngồi đó mình nói lý thuyết suông được, thưa quý vị. Đó. Cho nên á, ở trong cái thân hành niệm á, là thuộc về tứ niệm xứ. Trong thân hành niệm, Đức Phật mới dạy là quán cái gì, quán 32 thể trược từ dưới gót chân cho tới đỉnh đầu, quán 32 thể trược, rồi tiếp đó là quán tử thi, rồi tiếp đó là quán tứ đại, để hiểu rõ cái cấu tạo của cơ thể này nó là như vậy, bản chất nó là như vậy. Từ đó vì đó đưa đến cái sự ly tham, đó, đưa đến cái sự nhàm chán, do nhàm chán vì đó ly tham, và nhờ ly tham vì đó giải thoát. Phải thực hành, chứ còn ngồi đây mà nói không thôi thì mình không có làm được cái chuyện đó đâu. Như tôi nói đó, cái chuyện mà quý vị quán cái thân bất tịnh đó, là phải quán 32 thể trược. Quán 32 thể trược, quán... Khi mà quý vị quán một cách thuần thục rồi đó, thì quý vị sẽ thấy cái công dụng của nó. Và sẵn đây thì sư cũng mới nói hồi chiều, có là sư rất là mong làm sao đó mà mình có thể làm một cái lò thiêu nhỏ thôi, một cái lò thiêu nhỏ thôi. Đó, thiêu thì thiêu từ thiện, có nghĩa là mình không có thu lời gì hết trơn ấy. Nhưng mà được cái gì, có nghĩa là khi mà người ta đưa vào đó, thì quý vị nếu mà mình muốn quán tử thi, chư tăng muốn quán tử thi, thì có tử thi để cho chư tăng quán là trong cái quá trình thiêu xác. Chứ bây giờ đâu còn, các cái lò thiêu giùm không có coi được đó. Rồi cư sĩ mà muốn quán tử thi thì cũng có chỗ để mà họ quan sát đó. Thì mong làm sao mà cái phước thiện mà mình có thể khôi phục được cái phương pháp quán niệm tử thi ở Việt Nam. Chứ còn bây giờ hiện tại Việt Nam bây giờ không tìm thấy một cái tử thi để cho một quý vị quán nữa. Cái câu hỏi tiếp theo là: thưa sư, con hỏi con có duyên với hệ phái khất sĩ, có phải hệ phái khất sĩ là Phật giáo nguyên thủy không thưa sư?
Bây giờ nếu mà sư nói không phải thì mấy vị khất sĩ có kiếm chuyện với sư hay không? Có đôi khi quý vị hỏi mà quý vị làm khó sư rất là nhiều, quý vị biết không? Sư nói như thế này nè: đừng bao giờ để cái màu y, màu áo của một cái hệ phái nó che mờ cái chánh kiến của bản thân. Ngay cả cái tấm y như vậy, thưa quý vị, ngay cả tấm y như vậy, có khi người đắp vào đó đó chỉ là một ông sư Nam Tông chứ không phải một ông sư Nguyên Thủy. Đối với sư thì ông sư Nam Tông nó khác ông sư Nguyên Thủy. Tạm sư Nam Tông chỉ đơn giản là truyền về phía Nam thì bắt đầu nó phát triển lên. Còn cái từ Nguyên Thủy đó có nghĩa là giữ lại một cái của Đức Phật từ hồi xưa. Chứ còn bây giờ quý vị thử, có nhiều nơi nó cũng là mang danh là Theravada đó, nhưng mà trời ơi, bùa chú tùm lum phù phép phù 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 tụng là phun tùm lum hết trơn á. Quý vị nghĩ có hồi xưa Đức Phật có làm chuyện đó không? Rồi bắt đầu là câu dây câu nhợ, rồi câu là màu xanh màu đỏ màu tím màu vàng, là thiên hạ cứ chắp tay quỳ xì quỳ sụp mà lại, rồi xá lợi đó quý vị, xin lỗi, xá lợi bán thành ký thành ký thành ký, có nơi bán bác sĩ bán lẻ có luôn. Thì quý vị thử hỏi coi cái chuyện đó đó có phải là một ông sư Nguyên Thủy hay không. Cho nên đó, đừng bao giờ để một cái màu y màu áo của một cái hệ phái mà nó làm che mờ đi cái chánh kiến của bản thân. Miễn làm sao một con người đó, sự quan trọng là một con người đó phải là một con người thực hành đúng bát chánh đạo. Chứ còn mà đắp cái y này mà thực hành tầm bậy tầm bạ, mà chỉ biết luyện bùa luyện phép rồi luyện đồng luyện bóng rồi tượng rồi tùm lum tùm la hết thì nó cũng không phải là một sư Nguyên Thủy, huống chi là hệ phái này hệ phái kia ha. Đó là cái quan điểm của sư. Còn cái câu hỏi của cô, câu hỏi của quý vị này đó, thì sư chỉ nói một cách ngắn gọn, đó là hệ phái khất sĩ là một cái hệ phái nội bộ, hệ phái mang cái tính chất rất là Việt Nam của một người Việt Nam, là thì bên hệ phái khất sĩ gọi là tổ sư Minh Đăng Quang, sáng tạo nên dựa trên cái sự dung hợp của Phật giáo Nam Tông và Bắc Tông. Chứ sư không nói là cái Phật giáo Nguyên Thủy mà chỉ nói là Phật giáo Nam Tông và Bắc Tông, để tạo nên một cái hình ảnh rất là mới và rất là riêng của đặc điểm nó rất là khác biệt. Đó là hệ phái khất sĩ. Đó, có được một cái sự dung hợp của Nam Tông cả Nam lẫn Bắc. Ha. Câu hỏi tiếp theo. Kính bạch sư, mong sư trả lời thắc mắc giúp con. Trong mối quan hệ vợ chồng, nếu con không nhiệt tình thì tình cảm vợ chồng không được tốt, nhưng nếu con theo điều đó đi sâu hoặc tỏ vẻ hứng thú thì không tốt cho việc tu đạo. Có những khi con cảm thấy thật ô nhiễm nhưng vẫn phải thể hiện ngược lại cho chồng vui thì tội phước như thế nào thưa sư? Không biết sư trả lời xong với câu hỏi này, ông chồng ổng có tới ông chém sư hay không? Xin thưa với quý vị đó, các cái ngay cả thời Đức Phật, ngay cả thời Đức Phật thì ngài cũng đâu có kêu là cư sĩ là tuyệt đối là không được kết hôn, là không được sinh con đẻ cái, là không, ngay cả cái chuyện vợ chồng cũng không được gần gũi với nhau. Phật không có kêu gọi như vậy, và Đức Phật chỉ kêu gọi, chỉ nói lên là hãy nhìn thấy sự nguy hại của các dục. Dục đem lại lạc ít khổ nhiều thì có, chứ Phật không có kêu là thôi vợ chồng là không có được gần gũi với nhau. Đó. Thì nếu như mà quý vị mà ly dục á thì là quý vị vô chùa quý vị tu. Còn ở ngoài đời thì thế gian thì vẫn phải có vợ, có chồng, có con, có cái thì nó mới ra cái gọi là thế gian. Ha. Còn những cái phương pháp tu tập, sư xin thưa quý vị, các cái phương pháp tu tập như hành thiền tứ niệm xứ
hoặc là thiền samatha, thiền chỉ samatha. Đó là phương pháp dành riêng cho hàng xuất gia chứ không phải dành cho cư sĩ quý vị. Mình nói đem cái thiền tứ niệm xứ về đời thường để cho cư sĩ quý vị thực hành, có đôi khi là mình chỉ khuyến khích thôi. Có nghĩa là được chăng hay chớ, chứ còn bản thân cái đó nó không dành cho cư sĩ. Mà Đức Phật dạy những cái phương pháp đó dành cho tỳ kheo, các vị tu hành xuất gia. Chỉ có một số ít các cái đề mục thiền chỉ là dành cho cư sĩ. Ví dụ như quán niệm sự chết. Một người tại gia cư sĩ luôn luôn suy niệm là ta có thể chết, chết bất kỳ lúc nào. Ta có thể chết bằng một cái tư thế nào ta không biết. Ta có thể chết vì bệnh, ta có thể chết do tai nạn, ta có thể chết vào lúc tuổi trẻ, ta có thể chết vào lúc tuổi già, ta có thể chết trên giường bệnh, hoặc ta có thể chết bất đắc kỳ tử. Cái đó là phương pháp quán niệm dành cho cư sĩ. Nhờ cái phương pháp quán niệm đó, khi nghĩ nhiều về cái chết thì vị đó sẽ biết sống làm sao cho phải đạo, sống làm sao cho nó hợp với đạo, với đời, sống có trách nhiệm. Người không nghĩ tới cái chết, người đó sẽ không biết cách sống. Đó là phương pháp dành cho cư sĩ. Ngay cả sư xin thưa với quý vị, tứ vô lượng tâm, từ bi hỷ xả, cũng không phải là để cho quý vị hành hàng ngày, mà tôi dành cho cư sĩ quý vị trong thực hành trong những cái ngày bát quan trai. Đó. Chứ còn sư xin thưa với quý vị đó, ngày thường á, còn vợ, còn chồng, còn những cái bổn phận gia đình quý vị phải thực hiện, mà cứ hở tí là lôi cái bồ đoàn ra, thì tới hồi vợ chồng nó cằn nhằn, nó nói là hồi tới cái hồi mà ông bà bắt đầu là tới chùa rồi, bắt đầu sao nhãng cái nghĩa vụ, cái bổn phận gia đình, thì có phải là oan cho Phật không? Hồi xưa đó, những cái đề mục thiền, thiền chỉ, thiền quán, cư sĩ chỉ có cơ hội thực hành vào những cái ngày bát quan trai, có nghĩa là 14, 30 hoặc là 15, 14, 15, 29, 30, một tháng, 2 ngày, 1 tháng, 4 ngày, 1 tháng, 6 ngày, 1 tháng, 8 ngày, tùy mỗi người. Họ có thể lựa chọn lấy một cái ngày nào đó để cho họ thực hành cái phương pháp tu tập hướng đến cái sự chứng đạt của các cái tầng thánh. Còn những cái ngày còn lại đó, hàng cư sĩ làm 9 cái, 10 còn 9, có là 10 bỏ đi cái thiền định đó, thì còn 9 cái thiện nghiệp. Ha, 9 cái thiện nghiệp. Thì nói thì thôi ghi luôn chứ để cái màn hình nó che khuất cái phần nữa. Đây. Thập thiện là gì? Bố thí, kỳ giới, tham thiền, cung kính, phục vụ, tùy hỷ, hồi hướng, nghe pháp, thuyết pháp, sửa sang, ý kiến, cho đúng. Đủ 10 chưa? Đó. Thì 10 cái đó thì quý vị, cái tham thiền này đó dành riêng cho những ngày bát quan trai. Dành riêng cho những ngày bát quan trai. Còn 9 cái thiện pháp còn lại trong thập thiện đó thì quý vị có thể làm mỗi ngày. Nhờ như vậy đó, quý vị vẫn có thể hoàn thành cái nghĩa vụ gia đình đó, rồi có thể nuôi dạy con cái, mà làm các cái công việc hàng ngày mà không có bị cái người bạn đời của mình nói là ông bắt đầu từ cái hồi ông hay là cô tu rồi sao nhãn cái bổn phận gia đình đó. Ngoài ra đó,
quý vị biết là cái sự khác biệt giữa cái một cái vị thánh sơ quả, một vị thánh sơ quả và một cái người thường như thế nào? Vị thánh sơ quả đó, sơ quả còn lấy vợ lấy chồng á, còn sinh con đẻ cái á, là do quả của phiền não ha. Và vị đó nỗ lực để đoạn giảm, không tạo nghiệp mới. Còn phàm phu của mình á, thì do quả của phiền não đã đành rồi, mà còn do cái chuyện mà ráng tạo thêm cái phiền não mới và không có nỗ lực để mà đoạn giảm cái đó. Cho nên vị thánh thì mình thấy là họ thì vẫn có chồng có vợ có con, nhưng mà cái chuyện của vợ chồng của vị đó nó rất là nhẹ nhàng và do cái quả của phiền não nó thúc đẩy thôi, và vị đó nỗ luôn luôn nỗ lực để đoạn giảm cái chuyện đó, và vị đó không có tạo thêm cái nghiệp mới, không có tạo thêm các nghiệp, là vị đó không tạo thêm phiền não mới, không tạo phiền não mới. Đó, còn mình á, thì mình do quả của phiền não cũ và mình tạo thêm phiền não mới. Còn một cái người, một vị thánh cư sĩ đó, thì vị đó luôn thường xuyên suy xét như thế này. Ha? Dục đem lại lạc ít khổ nhiều. Vị đó luôn suy xét như vậy, nhờ vị đó suy xét như vậy đó, thì dù cho vị đó có dễ vui đi chăng nữa thì vị đó vẫn không tái sanh về cõi dục này quá 7 lần. Vị đó thường xuyên hướng đến cái sự tiến bộ trong giáo pháp. Đó là cái sự khác biệt rất lớn đối với chúng ta. Còn đối với quý vị á, sư nói nếu như chọn thì chọn, thì quý vị cứ giữ chính chính cái pháp thiện thôi ha, giữ chính cái pháp thiện thôi, trừ cái chuyện mà thâm thiền đi là dành riêng cho những ngày bát quan. Còn những cái phần còn lại đó thì quý vị chỉ nỗ lực là biết là do quả của phiền não cũ, mà bây giờ tôi có vợ có chồng có con có cái, còn phải đi làm, còn phải lay quay cơm gạo áo tiền, nhưng mà tôi nhất quyết tôi sẽ không tạo thêm cái phiền não mới, và luôn luôn suy niệm là dục đem lại lạc ít khổ nhiều, được vậy thì tốt, còn không được vậy thì quý vị vẫn cứ là phàm phu và vẫn cứ là chúng sanh thôi. Cho nên mới nói là chúng sanh như vậy nó mới là chúng sanh. Còn nếu như mà quý vị có thể dứt bỏ được mà đi đến cái sự ly dục thì cái đó là dành, khi đó thì quý vị mới có cái gan, khi nào quý vị có cái gan mà quý vị xuất gia sống cái đời sống không gia đình á, thì lúc đó hẳn đề cập tới cái chuyện này ha. Rồi tiếp theo, thưa sư, con hỏi về vấn đề người đồng tính nam hay nữ vì sao không được xuất gia làm tỳ kheo và tu nữ. Nếu họ tha thiết xuất gia mà nói là họ không phải người đồng tính thì sao? Và nếu tu thiền họ có khả năng chứng đắc các tầng thiền hay không? Con xin cảm ơn sư đã giải đáp. Thì xin thưa với quý vị đó, nó làm sư nhắc nhớ tới một cái ông chú, ông già rồi, ông cỡ năm bốn mấy 50 vậy đó. Thì ông nói như thế này. Nhiều lúc đó, tao nghĩ tao cũng muốn đi tu lắm mà xin hoài chùa nó không cho. Nói thì sao chùa nó không cho? Ông nói thì chùa đó tao nói toàn mấy bà sư cô thôi mà không có cho tao vô. Thì quý vị nghĩ coi,
một cái chùa mà toàn sư cô không thôi đấy, mà cho một cái ông đàn ông vô xuất gia có được hay không? Đó. Mà nếu như một cái chùa mà toàn là tăng không á, tăng ni không, tăng không á, mà cho một cái bà mà đã vô và sinh hoạt chung với tăng đoàn nha, còn tu nữ là sinh hoạt riêng, tu nữ với các vị tỳ kheo tăng là sinh hoạt riêng, còn cái này là cho đắp y chung, y nhung sư luôn, y chung nhung sư luôn, có nghĩa là một người mà quý vị thử nghĩ nữ giả nam trang, nữ giả nam trang mà đi vô mà đắp y đắp áo là y nhung sư luôn, rồi tới hồi đó tắm rửa tắm chung, à, rồi ngủ có khi ngủ chung, rồi có khi mà thay y thay áo rồi bắt đầu nó rớt ra, rớt này rớt nọ ra, thì quý vị thử nghĩ coi cái phạm hạnh của tăng đoàn nó có bị nguy hiểm hay không, có bị nguy hiểm hay không. Trong khi đó các vị tu sĩ dù tăng hay ni đều là những vị ly dục, dù là vị đó có muốn hay không muốn, thì có nghĩa là vị đó nếu như mà vị đó chưa có ly dục được bằng một sự tự tại thì vị đó cũng là trong cái trạng thái bị cấm dục. Mà trong khi đó đó mà thử mà lọt vô một cái người khác giới thì có phải là nó phá banh chành nguyên cái chùa không? Đó là lý do. Đó là lý do. Cái người đồng tính cũng y chang vậy thôi. Cái người đồng tính, ví dụ như là người đồng tính nam, ngay cả người đồng tính nam thì cũng có cho vô chùa với bà ni được hay không? Mà cho vô lỡ một ngày hôm nào nó thẳng rồi làm sao? Nó hết đồng tính rồi nó chuyển qua nó thẳng một cái nam thẳng 100% rồi làm sao? Thì ngược lại bên, thì cho nên là nó, họ không vô được cái chùa ni đúng không? Rồi lỡ vô cái chùa tăng, vô chùa tăng thì cũng chỉ giống như là một cái nữ cải nam trang thôi. Rồi vô rồi thấy mấy ông sư rồi hở y hở áo rồi bắt đầu thì vô, rồi lỡ hôm nào nó nổi hứng lên nó dụ khỉ mấy ông sư rồi sao? Thì có phải nó phá banh chành cái chùa không? Cho nên á, cái chuyện không cho người đồng tính xuất gia là cái chuyện bắt buộc không thể nào làm khác được. Tại vì cho họ xuất gia dù cho vô tăng hay vô ni đều kẹt như nhau, không giải quyết được. Xin nhớ có một cái vị quản giáo á, có một cái vị quản giáo đau đầu cái chuyện này. Có nghĩa là trong một cái trại mà trại cải tạo á, nam ở riêng mà nữ ở riêng. Nhưng mà một hôm á, nó nhập vô một cái thằng mà thằng này là cái thằng đồng tính, chẳng thẳng đồng tính mà nó xấu quắc đi mình, hoặc là nó râu riêng nó bờm xòm thì nó còn đỡ. Thằng này nó đồng tính mà nó đi thái rồi, nó đi thái, nó phẫu thuật đủ hết trơn á, chỉ trừ có cái đặc điểm của đàn ông là nó giữ lại thôi, nó chưa có đủ tiền nó phẫu thuật mà nó bị bắt. Thì bây giờ cái quản giáo, anh quản giáo anh đau đầu, anh không biết là bây giờ lỡ mà thả nó vô cái chỗ nào cũng kẹt hết trơn á, không có vô được chỗ nào hết. Cuối cùng cả một cái trại lớn như vậy mà phải giam riêng ảnh, có nghĩa lao động cũng không có được lao động chung, phải là giam riêng. Thì quý vị thấy không, một cái người á mà mình không rõ giới tính á, thì nó đi vào trong một cái tập thể á, nó rất là kẹt, tại vì mình không biết sắp xếp như thế nào hết, cho nên là không cho xuất gia là tại như vậy đó. Còn nếu như mà họ tha thiết xuất gia mà họ mà nói, ví dụ như là nói dối mà không phải là người đồng tính, thì phải nói là khi quý vị cái người đó mà đi vào ở trong cái hàng ngũ tăng ni á, là một cái mối họa ngấm ngầm cho tăng ni, là không biết đường đâu mà đỡ. Chẳng thà biết nó đồng tính thì còn biết tránh, còn này không biết cứ cư xử như người bình thường, rồi một hôm nào đó cái chuyện tu hành mà nó kẹt quá, bắt đầu là nó đổi tánh, rồi nó bắt đầu nó nhòm, nó ngó thật chết nữa. À, còn nếu nói về vấn đề giới luật á, về vấn đề giới luật thì dù cho cái người đó có nói dối để mà được thọ đại giới thì cái giới cũng không thành tựu. À, có nghĩa là dù cho vị đó, cái vị truyền giới không biết truyền giới cho vị đó thì vị đó vẫn không thọ được giới, cái giới không thành tựu, vị đó vẫn không phải là một vị tỳ kheo. Và do cái người đồng tính
là tái sanh bằng cái tâm nhị nhân, là cái người nhị nhân. Mà cái người nhị nhân á, quý vị đừng có nghĩ là họ dở nha. Một cái người nhị nhân họ có thể là một ông tỷ phú, có thể là một ông tổng thống. Có nghĩa là họ cái về cái mặt tâm sinh lý có thể là một người hết sức bình thường, mình không biết được, thậm chí có thể xưng là một người nhị nhân, quý vị là một người nhị nhân mình không biết được. Nhưng mà chắc chắn một chuyện, cái người đồng tính là người nhị nhân, mình chỉ biết chắc chắn vậy thôi, còn mình có phải người nhị nhân hay tam nhân mình không biết ha. Nhưng mà người đồng tính thì chắc chắn họ là người nhị nhân. Mà cái người nhị nhân á thì họ không thể chứng đắc các tầng thiền, không thể chứng đắc các tầng thiền. Câu hỏi tiếp theo: Thư sư, con chưa hiểu thế nào là vô ngã, tự ngã, bản ngã, như thế nào là ngã thư sư? Có phải cái gì cũng cho là của mình do mình là tự ngã phải không? Sư con còn vô minh, xin sư Quan Thế giải thích. Rồi, thì cái ngã đó, nó chỉ đơn giản là mình xem đây là ta thì nó là ngã. Xem mình như là một cái thực thể, giống như là một cái linh hồn là vĩnh cửu đó, một cái thực thể, đây là ta. Còn cái sự vô ngã có nghĩa là xem đây nó chỉ là một cái sự lắp ráp, cái thân này nó chỉ là một cái sự lắp ráp, từ thân tới tâm nó chỉ là một sự lắp ráp của các cái thành phần cấu tạo nên nó. Nó không có một cái cốt lõi. Sư lấy ví dụ như cái ngã đó là mình coi như là một cái cây, nó có cái cốt lõi, có nghĩa là nó còn một cái lõi. Thì nhưng mà họ không biết, họ cũng là một cái cây, nhưng mà nó là cái cây chuối. Mà cây chuối thì nó không có cái lõi, cứ lột tới thì nó hết rồi, nó không có cái lõi đó. Thì khi mà họ biết rõ thì cái bản chất của cái thân và cái tâm này nó không có cốt lõi, nó chỉ là một cái sự lắp ráp thôi, thì họ hiểu như vậy thì nó là vô ngã. Còn họ cho rằng một cái thân lắp ráp đó nó có một cái lõi, nó có một cái gì đó nó thường hằng, nó bất biến, nó có một cái tự ngã, thì cái đó thì gọi là ngã. Thì cái tự ngã, cái bản ngã thì nó cũng là một ha. Và chính vì có mình xem đây là tôi cho nên mới có cái gọi là cái của tôi. Tuy nhiên á, trong Tương Ưng Bộ Kinh thì có một lần á, một cái vị trời xuống phàn nàn với Đức Thế Tôn như thế này, là bạch Đức Thế Tôn, là ngài thì luôn luôn nói về cái thuyết là vô ngã, anatta vô ngã. Mà tại sao á, con thấy là những cái vị tỳ kheo của ngài đó thì lúc hỏi tiếp xúc với nhau thì vẫn còn ngã. Ví dụ như cái y này của ai, cái y này của tôi, cái bát này của ai, cái bát này của tôi, thì vị đó nói hỏi Đức Phật như vậy, thì Đức Phật mới trả lời đó là đối với cái người đã đoạn tận những cái phiền não, đoạn tận tất cả các truyền cái, thì vị đó có quyền nói đây là của tôi. Mà bởi vì vị đó hiểu được rằng không có cái gì là của tôi. Có nghĩa là đối với người biết được không phải không có cái gì là của tôi, thì vị đó có quyền nói đó là của tôi. Có nghĩa là đối với các vị thánh thì cái chuyện mà nói đây là của tôi nó chỉ là một cái cách để giao tiếp với nhau thôi. Tại vì giao tiếp thì phải dùng ngôn ngữ, mà trong ngôn ngữ thì nó phải dùng cái từ của tôi. Xin lặp lại ha. Đối với một vị thánh nhân, một cái vị thánh đã đoạn trừ hết tất cả các phiền não, thì vị đó hiểu rõ cái lý vô ngã, cho nên vị đó nói cái chuyện của tôi nó không có lỗi. Tại vì đó hiểu cái chuyện của tôi đó nó chỉ là ngôn ngữ thôi. Ngôn ngữ họ định đặt như vậy thì các vị đã dùng.
Chứ các vị đó thừa sức hiểu thế nào là vô ngã. Còn hàng phàm phu á, do chưa đoạn tận những cái phiền não, cho nên khi họ nói của tôi thì nó chính xác có nghĩa là của tôi, và họ vẫn còn chấp ngã. Và do vẫn còn chấp ngã cho nên họ vẫn còn phiền não, do cái tư tưởng là còn ngã. Câu tiếp theo: con phạm giới rồi lại muốn tu rồi lại sao nhãn phạm giới, đây là gì, con mệt mỏi quá thưa sư. Thì nó chỉ đơn giản cái chuyện mà quý vị phạm giới, nó là do cái chuyện quý vị không có tu tập, đó là do mình thôi. Còn trong cái tăng đoàn á, giới luật của tỳ kheo á, thì vị tỳ kheo có lỗi nặng, có lỗi nhẹ, có lỗi có thể sám hối được và có lỗi không thể sám hối được. Bốn cái tội bất cộng trụ là bao gồm giết người, quan hệ tính dục dù với người hay thú, bất kể giới tính là hai. Thứ ba là trộm cắp đủ cái số lượng để truy tố là ba. Thứ tư là khoe cái pháp cao nhân, nói dốc cái pháp thượng nhân mà mình không có chứng là bốn. Khi mà phạm vào bốn cái lỗi này, dù phát hiện hay không bị phát hiện, ngay trong cái thời điểm đó vị đó đức giới không còn là tỳ kheo nữa, dù cho vị đó còn ở trong tăng đoàn đắp y mang bát, nhưng vị đó không còn là một tỳ kheo nữa. Cho nên nếu như mà phạm bốn cái giới đó rồi thì có muốn tu lại cũng không được nữa. Giống như là một người đã chặt đầu rồi, không cách chi mà sống lại được. Còn những cái lỗi khác thì đó là lỗi có thể sám hối được. Tuy nhiên có những lỗi đó muốn tu lại thì phải sám hối xong rồi, phải sám hối xong rồi thì mới cho phép thọ giới trở lại. Ví dụ như mình phạm một cái lỗi đó mà mình hoàn tục mà chưa có sám hối, thì sau khi mà muốn tu lại đó thì phải sám hối cho xong hình phạt, nhận những cái hình phạt cho xong thì sau đó mới được phép cho tu lại. Đó. Còn cái tội tất cả các lỗi thôi. Thứ nhất là xem coi là mình có cái gan để mình sám hối hay không. Tại vì sư biết là có một số nơi đó, các vị ngay cả cái bài sám hối đó, vị đó cũng không thuộc. Sám hối với chư tăng với nhau chứ không phải mấy cái bài mà quý vị tụng 15, 14, 15 hoặc là tụng 29, 30 không phải. Cái bài sám hối chư tăng sám hối với nhau, vị đó cũng không thuộc. Và vì đó không có nhu cầu sám hối thì suốt cả một đời tu vì đó không có nhu cầu sám hối, thì đó là việc cá nhân của các vị đó. Còn khi mà quý vị biết cái biết suy tư nhiều, biết có tàm có úy, thì khi mà quý vị phạm một cái lỗi nhỏ thì quý vị cũng sám hối, và khi phạm một cái lỗi lớn quý vị vẫn sám hối. Khi nào mà quý vị phạm cái lỗi tăng tàn mà quý vị đi sám hối đó, dám có cái gan đi sám hối, thì nó mới có cơ hội để lần sau mình không có phạm nữa. Đối với sư, ngay cả cái lỗi tăng tàn nó cũng không phải là cái gì đó nó khủng khiếp, nó nghiêm trọng tới mức mà mình không dám để cho ai biết. Tại vì chính vì cái chuyện mình không dám cho ai biết cho nên mình mới không sám hối. Và cái chuyện không sám hối đó là cái lỗi của mình. Khi nào mà quý vị có thể nhẹ nhàng quý vị sám hối thì nó mới có tác dụng ngăn ngừa. Cứ sám hối một lần đi, sư nói sám hối một lần đi thì nó mới có tác dụng ngăn ngừa. Chứ còn cái chuyện mà mình phạm lỗi mà mình không sám hối mà mình cứ ăn năn ve vít như vậy hoài thì nó cũng vậy thôi. Còn nếu nhắm mà cái đời tu mình mà nó không có được trọn vẹn á, thì rất nhiều những cái vị tu sĩ hoàn tục, bởi vì vì đó thà
hoàn tục để trở lại làm cư sĩ hơn là sống một cái đời uế nhiễm trong cái y áo tỳ kheo, thì cái đó tùy quý vị thôi. Như tôi nói, giới thì có giới, có thể sám hối được, không sám hối được. Giới không sám hối được, dù có muốn tu cũng không ai, cũng không cách chi mà tu được lại. Còn sám hối được thì phải sám hối. Chính vì không sám hối cho nên mới tiếp tục phạm giới. Cứ sám hối đi rồi nhờ cái chuyện sám hối đó, nó sẽ ngăn cản cái chuyện phạm giới rất là nhiều. Cái này Nguyễn Văn Thi thì xin đối thoại trực tiếp với sư trên Zoom, thì không biết là có ở đây hay không ha. Không có sự bỏ qua ha. Rồi Nguyễn Hoàng Trúc đây, cái này thì không có. Dạ thưa sư, là một cư sĩ thì nên có những lưu ý gì hay cần như thế nào để được thuận duyên trên con đường tu tập mà không bị chứng duyên cản trở? Cái này nhắc mới nhớ, cách đây không lâu sư có đọc một cái bài viết, không biết của vị nào nói, mà nói là mình càng tu mà mình càng thấy nó thuận lợi thì cũng là mình tu đúng. Tu mà càng tu mình thấy mình vui vẻ, mình an lạc, hạnh phúc, càng tu mình càng thấy thuận lợi, thuận duyên, được người này người kia giúp thì mình tu đúng. Sư nghe sư hỡi ơi, quý vị có biết á, là ngay cả như quý vị tu theo một cái phương pháp nó tà đạo, nếu mà phước cũ quý vị chỗ thì quý vị vẫn có thể đạt được cái sự thuận lợi trong cuộc sống. Có biết bao nhiêu người họ sống ác, mà dù cho họ sống ác đi nữa thì cái sống ác của họ cũng thuận lợi. Họ thuận lợi để đè người này, ức hiếp người kia, thuận lợi để làm ăn gian dối, thuận lợi để đút lót, thuận lợi để che giấu tội lỗi, để rồi họ leo lên những cái vị trí tỷ phú, những cái vị trí cao ở trong xã hội, thì họ thuận lợi như vậy. Thì nếu như mà phân tích nghĩ theo cái kiểu đó, đó thì có phải là họ có cơ sở để họ cho rằng cái cách mà họ sống ác, sống bất thiện như vậy đó là nó đúng với chánh pháp hay không? Khi mà quý vị dám nói là khi mà tu đúng chánh pháp là tự nhiên mọi chuyện nó sẽ thuận lợi. Cho nên đừng có suy nghĩ đó, chuyện đó không đúng. Thậm chí đó, khi mà quý vị tu, sư với nó là tu tào lao đó, có nghĩa là tu mà ăn mài cửa Phật, tu mà làm hại người này, làm hại người kia, tu mà trời ơi đức hỡi đó, thì quý vị cảm thấy nó thuận lợi đủ bề hết trơn. Cái chuyện đó có. Nhưng mà một khi những con người đó mà có cái lòng hối cải, có cái lòng mà bỏ giữ lòng lành đó, có cái lòng mà muốn quay lại đó, nó đủ thứ trở ngại hết trơn. Cái trở ngại là tại sao? Khi mà họ sống ác, sống bất thiện đó, thì nó thuận lợi. Nhưng mà khi họ bắt đầu họ sống thiện thì nó lại bắt đầu nó trở ngại cho họ. Bởi vì nó thử thách. Tu là đi ngược dòng. Cho nên cái chuyện mà mình tu đúng mà nó bị thử thách là cái chuyện bình thường. Thậm chí sư nói có những cái chuyện mà mình phát tâm đại nguyện á, càng cái chuyện nó càng lớn thì nó lại càng bị thử thách nhiều. Chứ đừng có nói là mình tu mà không gặp chứng duyên. Cái gì tu mà càng dữ dằn thì chứng duyên đối với quý vị nó càng lớn. Mà mình nói là Phật nào ma đó. Cái gì tu mà tu ít á, thì cái chứng duyên ít. Cái gì tu nhiều, chứng duyên nó nhiều. Mà cái gì chuẩn bị thành chánh đẳng chánh giác, bắt đầu ma dương nó xuống nó phá. Chứ đừng có nói là mình tu mà không bị chứng duyên. Chuyện đó thì nó đi ngược. Tôi nói là nó đi ngược với cái nhân quả. Tại sao? Tại vì có những con người
họ không hoan hỷ khi mà nhìn thấy những người sống thiện. Khi mà mình không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu, họ nhìn thấy họ không hoan hỷ. Khi họ không hoan hỷ thì họ sẽ làm khó làm dễ. Khi mà họ tà kiến mà mình sống đúng chánh kiến, có nghĩa là mình đi ngược lại với họ, thì họ sẽ làm khó làm dễ. Cho nên khi quý vị tu đúng, sư thậm chí sư nói tu đúng thì càng tu đúng thì càng gặp chướng duyên. Còn cái chuyện mà chướng nhiều hay chướng ít á, nó còn tùy theo cái phước của mình. Cho nên cái chuyện này, cái chuyện mình làm được nè, có nghĩa là khi mà quý vị tu á, nhờ cái phước nó hỗ trợ, chính nhờ cái phước nó hỗ trợ mà cái chuyện tu nó dễ dàng hơn, thì chuyện đó có. Chứ đừng bao giờ mong cái chuyện là tu không gặp chướng duyên, chuyện nó không có. Tu mà nhờ phước, nhờ cái phước chuyện tu nó dễ dàng hơn thì được. Mà phước thì như sư nói có nhiều cách để tạo phước. Bố thí nó cũng là phước, giữ giới nó cũng là phước, hành thiền nó cũng là phước, cung kính cũng là phước, phục vụ cũng là phước, thuyết pháp cũng là phước, nghe pháp cũng là phước, tùy hỷ hồi hướng cũng là phước, sửa sang tri kiến cũng là phước. Khi mỗi vị tạo các cái công đức thì chính các công đức nó nâng đỡ quý vị, và chính nhờ các công đức nó nâng đỡ quý vị. Cho nên nếu như có ai nó muốn hại quý vị đó thì họ cũng bị cản trở, họ hại không thành công. Và chính nhờ quý vị có tu tập, ví dụ như là một người hành tâm từ đó, thì họ đi đâu cũng có chư thiên yêu mến, cũng có phi nhân yêu mến, cũng có loài người yêu mến. Mà chính nhờ họ được một số đông những chúng sanh yêu mến như vậy đó, cho nên cái chuyện tu hành của họ nó được nhiều người yêu mến, nó được nhiều sự thuận lợi. Tuy nhiên thuận lợi đây không có nghĩa là không gặp chướng duyên. Chẳng qua là cái chướng duyên đó nó không vượt qua nổi những cái người mà hộ độ của họ. Ví dụ như sư không bao giờ dám nói là sư tu hành nó như thế nào hết trơn. Nhưng mà bản thân sư thấy là ngay cả cái ác nghiệp và cái thiện nghiệp nó cũng đang xen với nhau, nó tùy theo cái phước của mình. Quý vị, ví dụ như cái máy sư nó hư đó, thì cái chuyện mà cái máy mình nó hư á là do một cái ác nghiệp, hoặc là ác nghiệp do một cái nỗ lực nào đó gần đây, hoặc là do một cái thời quá khứ nào đó mình tạo cái ác nghiệp, nó khiến cho bây giờ cái nghiệp trổ thì cái máy móc mình hư. Nhưng mà nó cũng có, bên cạnh đó nó cũng có cái thiện nghiệp là gì? Là có cư sĩ hộ độ giúp mình sửa cái máy. Nhưng mà trong cái sự sửa cái máy đó cũng có các cái nghiệp bất thiện ở trong đó. Nó chỗ, tại sao nó trì hoãn, phải chờ tới mấy ngày trời, phải chờ tới 10 ngày sau thì họ mới báo là có sửa hay không. Có sửa hay là không, chứ không phải là sửa được hay không được nha. Họ chỉ báo là có sửa hay không sửa thôi. Đó. Thì như vậy đó, chúng ta sống bằng một cái tổng hợp nghiệp thiện và ác. Các cái quả nó trổ, thiện nghiệp và ác nghiệp nó đều trổ. Thì nếu như mà chúng ta có được nhiều cái thiện nghiệp thì chúng ta sẽ sống một cái cuộc tu nó tương đối, nó thoải mái hơn, được nhiều người hộ độ, được nhiều người thương mến. Còn mà chúng ta thiếu phước, chúng ta ít tạo phước thì chúng ta sẽ sống ít được cái sự hỗ trợ ha. Chứ còn mà tu mà để không bị chứng duyên thì chuyện đó không bao giờ xảy ra. Rồi tiếp theo có Nguyễn Thanh Dũng thì xin đối thoại trực tiếp với sư. Nhưng mà sư thấy cái câu hỏi này nó cũng không có cần thiết phải đối thoại. Là hỏi sư là Phật A-di-đà có thật hay không? Vì sao mấy nghìn năm nay vẫn niệm A-di-đà? Có nên ăn chay trường, có ma quỷ tấn công người hay không? Tại sao sư nói không cần thiết phải đối thoại? Bởi vì cái câu hỏi này sư đã trả lời rồi. Sư trả lời ở cái phần giải đáp thắc mắc trước. Làm ơn quay trở lại nghe lại ha. Sư chỉ có cái vấn đề mà ăn chay trường á, thì nó như thế này. Có nghĩa là cái chuyện ăn uống nó chỉ đơn giản là ăn uống thôi.
Nên nhớ ăn là để nuôi thân. Cái quan trọng á, là chúng ta ăn nó có thanh tịnh hay không thanh tịnh. Cái sự thanh tịnh nó không phụ thuộc vào món ăn. Sư đang nói dựa trên kinh, chứ sư, đó là bài kinh Hôi Thối, chứ sư không nói dựa trên cái luận điểm cá nhân. Nếu như chúng ta có được cái thực phẩm đó, dù chỉ là một quả táo, dù chỉ một cái bó cải, mà có nó bằng những cái ác nghiệp, có nghĩa là chúng ta có được bằng cái chuyện sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu, thì đó là thực phẩm không thanh tịnh. Còn nếu như chúng ta có được một cái thực phẩm mà nó có được nhờ chúng ta làm các cái thiện nghiệp, có được nhờ chúng ta có được cái sự nuôi mạng chân chánh, thì nó là thực phẩm thanh tịnh, bất kể nó là loại thực phẩm nào, dù nó là cái miếng thịt hay là một cái miếng rau. Thanh tịnh hay không thanh tịnh là do chúng ta có được nó bằng cách gì. Có bằng nó bằng cách tà mạng thì nó không thanh tịnh, có bằng được nó bằng cách chánh mạng là thanh tịnh. Rồi khi chúng ta dùng cái thực phẩm đó bằng cái tâm trạng gì, nó sẽ quyết định là thực phẩm nó thanh tịnh hay không thanh tịnh. Dầu cho chúng ta ăn một cái bó rau, một cái hũ chao, một cái miếng chao đi chăng nữa, mà chúng ta ăn bằng một cái trạng thái tâm tham lam, bất mãn, hại người, hại vật, thì nó là thực phẩm không thanh tịnh. Còn khi chúng ta ăn trong chánh niệm, ăn trong từ bi, hỷ, xả, thì nó là thực phẩm thanh tịnh. Nếu như chúng ta ăn vì mục đích có sức khỏe để làm các ác nghiệp, thì dù cho nó chỉ là một cái hạt mè, nó cũng là thực phẩm hôi thối không thanh tịnh. Còn nếu như chúng ta ăn vì mục đích nuôi sống sức khỏe để tu hành tinh tấn, đưa đến đạo quả, đưa đến niết bàn, thì đó là thực phẩm thanh tịnh. Đó là cái thứ nhất, là thực phẩm có thanh tịnh hay không thanh tịnh. Không phải nó là bó rau hay miếng thịt mà nó thanh tịnh, mà thanh tịnh là vì chúng ta có được nó bằng cách nào, ăn nó bằng cách nào, và ăn vì cái gì, vì mục đích gì, nó mới quyết định là thực phẩm có thanh tịnh hay không thanh tịnh. Cái thứ hai, có người thì họ quan niệm là ăn chay sẽ không sát sanh, còn ăn thịt là sát sanh. Hoàn toàn sai lầm. Đừng bao giờ nghĩ quý vị ăn rau cỏ nó không ảnh hưởng tới chúng sanh khác. Đi ra ngoài đồng ruộng mà hỏi các bác nông dân, khi mà họ cày cấy, nó có giết những cái sinh vật ở dưới hay không? Rồi khi mà họ bảo vệ thực vật, nói một cách mỹ miều là bảo vệ thực vật, chứ nó đúng ra là bắt sâu và phun thuốc trừ sâu, như vậy có con nào chết hay không? Và như vậy để được một cái lon gạo, để được một cái bó rau như vậy đó, bao nhiêu chúng sanh phải chết vì một cái lon gạo, vì một cái bó rau mà chúng ta đang ăn. Như vậy có ai, sư chưa từng thấy ai lý luận là vì tôi ăn bó rau này cho nên người nông dân mới trồng rau, vì trồng rau người nông dân mới phải giết hại những cái con vật ở dưới lòng đất và những con vật đang ăn cái bó rau này. Cho nên nếu như tôi không ăn bó rau này thì người nông dân sẽ không trồng rau, và nhờ như vậy sẽ không có con nào phải chết. Chứ chưa bao giờ thấy ai lý luận như vậy, và họ từ bỏ ăn rau, và họ từ bỏ ăn bất kỳ thứ gì. Cho nên nếu mà quý vị quan niệm vì cái miếng ăn của tôi mà con này con kia chết, thì quý vị chỉ có nước nhịn đói, không ăn được một cái gì hết. Tại vì người nông dân có làm, dù làm bất kỳ cái gì, họ đều có xâm hại tính mạng của một chúng sanh khác. Và Đức Phật dạy như thế nào? Cái thực phẩm nào mà họ không vì mình mà họ giết, họ không vì lời nói của mình mà họ giết, họ mình không nghe thấy họ giết, mình không nhìn thấy họ giết, và mình không nghi ngờ là cái thực phẩm nó vì mình mà họ giết, thì thực phẩm nó ăn được. Nói rộng ra hơn, dù cho nó là một cái quả xoài mà mình nghi ngờ cái người lấy cái quả xoài này là họ đi ăn trộm, nhờ ăn trộm họ mới có tiền họ lấy xoài cho mình cũng không được ăn.
Có nghĩa là mình nghi ngờ cái thực phẩm mà mình có nè, có được bằng một cái hành động bất thiện của người khác vì mình mà họ làm. Họ làm cho mình vì mục đích nuôi sống mình, thì mình không được ăn, dù cho nó chỉ là một hũ chao thưa quý vị, chứ đừng nói là một miếng thịt. Còn nếu như mình biết rõ là họ không vì mình mà họ giết đó, mình không thấy, mình không nghe, mình không nghi, thì ăn được dù nó là một hũ chao hay là một miếng thịt. Và một cái quan điểm thứ ba đó là tôi nói cái miếng thịt đó thưa quý vị, miếng thịt hay là một cái bó rau, một cọng cỏ, nó không phải là một chúng sanh. Sở dĩ được gọi là một chúng sanh là do nó có thân và có tâm. Chứ còn nếu như mà một cái xác chết thì không thể nào gọi là một chúng sanh. Mà quý vị đừng bao giờ quý vị lý luận là ăn thịt là ăn, ăn cái thực phẩm ôi thiêu, còn ăn rau củ không phải ôi thiêu nha. Một cái trái mà sư xin lỗi, một cái trái cây mà nó chín á, có nghĩa là nó bắt đầu nó phân hủy rồi. Nó chín là trái cây, nó chín là nó phân hủy. Bó rau nó chín là bắt đầu nó phân hủy. Không tin á, quý vị thử hái cái trái đu đủ á. Cái trái đu đủ là rõ nhất. Quý vị gọt nó ra ha, quý vị bỏ vô trong cái khay á, quý vị đậy kín hơi lại. Rồi tới hồi quý vị ăn, quý vị mở ra coi quý vị có nghe cái mùi phân hủy của nó hay không. Cho nên ăn, mình ăn cái gì nó thì cũng chỉ là ăn thức ăn phân hủy thôi. Mà nếu như quý vị suy nghĩ như vậy đi, thì thậm chí quý vị còn làm được một chuyện là mình đỡ dính mắc vào thực phẩm, nó càng tốt. Còn cái chuyện mà Phật A-di-đà thì sư đã trả lời ở câu hỏi trước, cho nên là sư không phải trả lời lại nữa. Quý vị nên quay lại câu trả lời trước ở cái bài trước của sư mà quý vị nghe ha. Kính thưa sư, con có một câu hỏi xin sư quan hệ quan câu ở trên. Thưa sư, có phải 7 tuổi mới có ý thức và ngồi thiền học đạo phải không? Con có mong muốn sau này con tìm được chương trình dạy đạo phù hợp với các độ tuổi của con. Con xin sư tư vấn giúp con. 7 tuổi đó là 7 tuổi thời Đức Phật. Có nghĩa là vào thời Đức Phật á, một vị 7 tuổi là có khả năng hành thiền, có khả năng chứng đạo. Nhưng mà trong Milinda Banha đó, thì Đức Vua Milinda đó nói là cái chuyện đó chỉ có thời Đức Phật thôi. Chứ còn thời nay một con nít nó 7 tuổi thì nó không đủ trí tuệ nữa. Mà sư thấy cũng vậy, cũng có lý cho phải không? Con nít bây giờ đó nó thông minh sớm, mà thông minh cái kiểu thông minh dại. Mà một cái cô Phật tử lớn tuổi rồi, già rồi, lên chức bà rồi, thì cổ nói một câu sư thấy rất là hay. Có nghĩa là hồi nhỏ đó, mình dạy cái tuổi của mình đó, hồi nhỏ mình dạy mà dạy khôn. Còn con nít bây giờ nó lớn nó khôn mà nó khôn dạy. Thì sư thấy cái câu nói đó rất là hay. Có nghĩa là bây giờ con nít bây giờ nó lỗi đời ghê lắm. Nó lỗi mà nó lỗi, nó kiểu cái lỗi dại chứ không phải lỗi khôn. Cho nên nó rất là khó để mà nó đánh giá như là một cái đứa bé 7 tuổi vào cái thời Đức Phật. Hôm vừa rồi đó, có một cô vào chùa vào cái hôm sám hối đó, cổ chở một cái đứa bé mới có 4 tuổi, nhóc nhỏ bụ bẩm mà cạo đầu, cạo nhẵn luôn, cạo đầu mặc cái bộ đồ lam. Hỏi chùa nào đây? Nói, dạ không có, ở nhà đó. Trời ơi, mình nhìn mà thương muốn chết luôn quý vị, thương ghê lắm. Nhưng mà mình biết thương á, là mình thương do mình nhìn ở ngoài, mình chưa có nuôi nó thôi mình thấy thương. Chứ nuôi nó đi rồi mới biết cực, nó cực chần ai luôn chứ không phải chuyện chơi. Bây giờ á, những cái vị mà nhận con nít á, sư phải nói là con nít bây giờ á, nó không có giống con nít hồi xưa. Mà nói nó hơi ác mồm tí xíu là nó phá ghê lắm.
mà phải khâm nhẫn, mà phải nói là lúc đó là cái chùa nó thành cái nhà trẻ, là nó không còn tu hành gì được hết trơn á. Cho nên có ý thức ngồi thiền thì có ý thức ngồi thiền thì đúng như vậy đó, nhưng mà mình không thể lấy cái tâm lý của một cái đứa bé 7 tuổi hồi xưa mà so với đứa bé 7 tuổi bây giờ được hết trơn á trời. Đó, rồi sau này mà muốn có cái phương chương trình mà dạy đạo phù hợp với độ tuổi của con á, thì phải nói là nếu như mà sư á, thì quý vị phải đảm bảo cái chuyện như vậy trước. Sư chỉ dạy chứ sư không có nuôi, và nhà chùa chỉ dạy chứ không có nuôi. Dạy đó có nghĩa là một ngày mấy tiếng đồng hồ đó, dạy thôi, y như là tới trường vậy đó, gửi tới trường dạy mấy tiếng đồng hồ về thì được, chứ đừng bao giờ mà gửi con nít vô chùa, nuôi không nổi. Nít bây giờ nó phá quá, nuôi không nổi. Nít hồi xưa sư nói thiệt chứ, nó phá là bắt nó quỳ, nó khóc, nó vừa khóc nó vừa quỳ. Còn bây giờ mà bắt nó quỳ á, nó dậy đành đạch, rồi bắt đầu là má kêu má nó tới, rồi bắt đầu là kêu nhà báo tới, bắt đầu lên mạng xã hội sùm hết trơn, nó không phải như hồi xưa. Rồi thứ nhất chỉ có nuôi chứ không có dạy, chỉ có dạy chứ không có nuôi. Cái thứ hai đó là phải ba má nó đi kèm. Để chi? Cái lúc mà nó dễ trứng á, lúc dễ trứng á, ba má xử, đem ra chỗ khác khuất mắt, rồi muốn xử sao tao xử. Lúc nó ngoan thì ở đây thì dạy, còn lúc nó hư rồi là ba má đem đi. Chứ còn trời ơi, lúc đó mà đi dạy tụi nó mà bắt đầu nó dãy đành đạch, rồi nó mè nheo, rồi nó khóc, nó la, nó sùm củ tỏi thì đừng. Lúc đó là chánh niệm, là coi như là sư chỉ có chạy lo phần sư thôi, chứ còn không có cách chi mà dạy tụi nó nổi. Cho nên con nít bây giờ nó không giống con nít hồi xưa. Các cái chương trình mà dạy đạo mà phù hợp cho độ tuổi con nít á, cũng có chứ không phải không, nhưng mà nó cực lắm, tôi nói là cực lắm, cực ghê hồn. Chứ còn nếu mà đem con nít nó tới chùa mà chỉ để ca múa nhảy hát chơi trò chơi thì xin thưa là nhà trẻ làm tốt hơn ở chùa. Chương trình thì có nhưng mà nó phải soạn lại, phải xem lại, trích lọc lại những cái bài kinh và chọn lọc lại cái tâm lý, tâm sinh lý của tuổi nó như thế nào. Và có lẽ nếu như mà có cái chương trình đó thì chỉ dành cho từng nhóm ít thôi. Có nghĩa là từng nhóm 5-7 đứa vậy đó. Đó, rồi có ba má nó đi kèm. 5-7 đứa như vậy đó, dạy tụi nó, dạy một cái khóa ngắn mấy một ngày vậy, chừng tiếng 2 tiếng đồng hồ vậy đó. Khóa ngắn thôi. Đó thì được, chứ còn mà dắt mà một đám gọi là một đám tiểu quỷ mà mấy chục đứa mà tới chùa là sư thua. Dạy số ít nó dễ truyền tải hơn dạy số đông, tại dạy số ít có thể nhìn thẳng vào mặt nó, xem cái tâm sinh lý nó như thế nào, lựa cái lời nói phù hợp. Nói đạo mà nói cho nít không giống nói đạo nói cho người lớn. Đó. Tiếp theo, thưa sư, con thấy cuộc đời này nhiều khổ đau, chẳng có gì là chắc chắn. Ngày xưa con vui khi kiếm tiền, có thêm bạn bè mới, nhưng dạo gần đây con thấy không còn vui vẻ khi đi làm kiếm tiền nữa. Con thấy tiền rất quan trọng, nhưng nghĩ tới vất vả ngược xuôi kiếm tiền, rồi cũng nghĩ làm sao để có thêm tiền, con thấy vô cùng mệt mỏi. Con cố gắng để nghĩ kiếm tiền để có tiền lo cho gia đình, rồi lo cho bản thân, rồi tiền làm việc phước thiện, nhưng thực sự chán nản mệt mỏi, không vơi đi được là bao. Con kính chỉ bảo sư cho con cách làm sao để vượt qua những lúc như vậy. Xin thưa với quý vị đó, bây giờ sư có thể giải thích lại cái câu hỏi của quý vị như thế này được hay không? Có nghĩa là hồi xưa con mê kiếm tiền lắm, nhưng bây giờ con kiếm tiền riết con mệt rồi, bây giờ con sư làm sao cho con mê kiếm tiền được trở lại như hồi xưa, có phải vậy không? Bản thân cái chuyện mà quý vị chạy theo cái chuyện kiếm sống, nó là một cái sự hạnh phúc
của cư sĩ. Tại vì Đức Phật nói cư sĩ họ có ba cái sự hạnh phúc. Đó là hạnh phúc khi mà họ kiếm tiền, hạnh phúc khi mà họ tiêu tiền, và hạnh phúc khi mà họ hồi tưởng lại. Là họ có ba cái hạnh phúc. Tuy nhiên cái hạnh phúc đó nó rất là tạm bợ. Và chính bởi vì cái tính chất tạm bợ cho nên nó không tránh khỏi cái sự khổ. Có nghĩa là cái sự mệt mỏi đi kèm. Giống như bây giờ đó, quý vị hỏi sư là bây giờ con ăn đồ ôi, đồ thiêu, con bị đau bụng. Nhưng mà bây giờ sư có cách nào mà làm cho con tiếp tục con ăn cái món đó, con không đau bụng nữa hay không? Thì sư chỉ có nước rồi thôi, thay cái ruột mới. Chứ còn cái bản chất á, khi mà quý vị đi làm, đi kiếm tiền á, thì nó chắc chắn là nó sẽ dẫn đến cái sự mệt mỏi. Bởi vì bản chất nó vốn là như vậy, nó không thể thoát khỏi được. Cho nên nếu như mà quý vị mệt mỏi thì sư nghĩ là có một cách như vậy. Thôi bây giờ tranh thủ cái lúc mệt mỏi như vậy, đăng ký một cái chương trình tu học nào đó, ví dụ như một cái khóa thiền nào đó, xin nghỉ phép 7 bữa, 10 bữa như, hay là nửa tháng, 3 tháng gì đó, đi để buông bỏ, sống một cái đời sống ly dục, sống không gia đình. Thì nhờ như vậy đó, quý vị hưởng một cái niềm hạnh phúc khác lớn lao hơn. Đó là hạnh phúc của cái việc không nương tựa vào các dục. Thay vì hồi xưa đó, hạnh phúc do sống kiếm tiền, bây giờ quý vị sẽ trải nghiệm một cái trường hợp là hạnh phúc do sống mà không phải kiếm tiền. Thì như vậy đó, nó chỉ như vậy thôi, trong một cái giai đoạn nào đó. Chứ còn mà sau đó quý vị hết mệt mỏi rồi thì quý vị lại lăn xả về đời rồi lại kiếm tiền thôi. Cho nên sư mới nói ngay từ đầu, như vậy chúng sanh mới là chúng sanh, cho nên chúng sanh mới vẫn tiếp tục luân hồi. Chứ còn nếu mà quý vị chịu nghĩ tới cái chuyện mà quý vị đi xuất gia, sống một đời sống không gia đình đó, thì quý vị chấm dứt cái dòng luân hồi rồi thì đâu còn gọi là chúng sanh. Cái người như vậy rất là hiếm. Mà nếu như quý vị không nằm trong số hiếm đó thì thôi, gieo duyên được một thời gian nó cũng vẫn tốt ha. Còn chút xíu thời gian sẽ tranh thủ sẽ trả lời hết. Thưa sư, có một khúc mắc con chưa tháo gỡ được, đó là theo lý thuyết thì những người sống trái với đạo luân thường sẽ chịu luân hồi nhân quả. Còn khi nghe giảng pháp từ thầy, con hiểu rằng phải quán tưởng và hóa giải nỗi khổ niềm đau. Về cái khổ ở đây nó bắt nguồn từ đâu và nó sẽ đi đâu? Tại vì hai cái câu hỏi này á, nó khác nhau. Nó giống như là hỏi là tại sao mà cái anh, một cái anh bệnh nhân anh bị đau bụng mà đi gặp bác sĩ thì ông bác sĩ ông bị đau răng. Thì bây giờ cái sự đau bụng của bệnh nhân và cái sự đau răng của bác sĩ nó có dính dáng tới nhau hay không? Thì nó rất là kẹt. Thì sư chia ra ha, sư chia ra làm hai cái phần. Đầu tiên đó là những người sống bất thiện, tức là sống trái đạo, trái luân thường thì chịu luân hồi nhân quả. Thì theo lý thuyết, thực tế nó không phải lý thuyết, nó là sự thật. Nó là sự thật, nó không phải lý thuyết. Mà cái luân hồi ở đây á, mà quý vị hiểu đó, nó là cái chuyện mà đi xuống các cái nẻo khổ thì quý vị mới tính là luân hồi. Chứ còn mà đi về cõi trời quý vị không tính là luân hồi. Mà chỉ có người ác thì họ mới đi luân hồi thôi, chứ còn người thiện thì quý vị không tính cái chuyện nội đi luân hồi. Nói đúng ra đó thì cái chuyện luân hồi á, nhân quả nó dành cho tất cả hạng người thiện hay bất thiện đều luân hồi như nhau hết. Ha. Chỉ có điều á, Đức Phật nói trong Tăng Chi Bộ Kinh, ta không thấy một người nào họ sống bất thiện,
sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu, mà do các cái nghiệp bất thiện đó họ tái sanh về những cái cảnh giới hạnh phúc an lạc, chuyện đó không thể xảy ra. Mà chuyện này có thể xảy ra có nghĩa là những người mà sống bất thiện, sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu, do các nghiệp đó khi dẫn họ tái sanh về những khổ cảnh, chuyện đó chắc chắn sẽ xảy ra. Đó. Cho nên à, rồi bây giờ sư hiểu cái vấn đề, có nghĩa là mình sống ác mà bây giờ chịu những cái nỗi khổ, thì có nghĩa là bây giờ phải quán tưởng là cái khổ đó là do cái chuyện mình sống ác quá khứ. Sư không biết là hiểu như vậy có đúng hay không, tại bây giờ sư không biết là cái người này họ có online hay không. Nó khổ vậy đó, hỏi đó thì cứ hỏi cho đã nư, là tới hồi mà trả lời thì không có mặt. Nên là mình không chịu trách nhiệm với cái câu mình hỏi, thì không biết là sư có nên chịu trách nhiệm với cái câu hỏi của vị hay không. Thành ra sư không biết là rốt cuộc là cái ý của vị này là như thế nào. Sư chỉ trả lời theo cái cách mà sư hiểu thôi. Cái đời này đó, cái đời trước á, thì nếu như mà đời trước chúng ta tạo các nghiệp bất thiện, mà các nghiệp bất thiện đó cho quả của đời này, thì đời này chúng ta sẽ chịu khổ đau. Ví dụ như đời trước chúng ta sát sanh, mà nếu cái quả đó nó trổ vào đời này thì đời này chúng ta sẽ chết yểu. Và nếu như mà chúng ta suy nghĩ là những cái chuyện đau khổ mà mình phải chịu, là mình do mình phải chịu do những cái nghiệp quá khứ mình đã tạo. Hiểu như vậy cũng được, nhưng mà nó không hoàn toàn chính xác. Bởi vì những cái khổ hiện tại đó, nó do nhiều nguyên nhân. Thứ nhất là do cái tiền nghiệp quá khứ, có nghĩa là quá khứ chúng ta tạo các ác nghiệp thì đời nay chúng ta phải chịu khổ. Nhưng mà cái thứ hai đó, đó là gì? Đó là cái nỗ lực hiện tại của chúng ta nó khiến cho chúng ta hạnh phúc hay đau khổ. Sư giả sử một người đời trước, đời này họ nghèo đi. Sư giả sử đời này họ nghèo, thì họ nghèo do hai nguyên nhân. Nguyên nhân thứ nhất là do họ đã tạo một cái ác nghiệp thời quá khứ, cho nên đời nay họ không giàu được. Nhưng mà nguyên nhân thứ hai đó là do họ không nỗ lực một cách đúng đắn. Họ không có trí tuệ để họ phát triển tài sản một cách đúng đắn. Họ tin nhầm người, họ đi nhầm nơi, và họ không có được cái sự nỗ lực. Họ trở nên là một con người lười biếng, hoặc là thích làm những cái chuyện mà nó dễ kiếm tiền, thì nó dẫn đến cái chuyện là đời nay họ nghèo. Cho nên cái chuyện, bản thân cái chuyện nghèo nó cũng có nhiều nguyên nhân, cũng có hai nguyên nhân như vậy. Hoặc là họ nghèo là do họ bị một cái người nào đó trong đời này, chứ không phải nghiệp quá khứ, trong đời này bị lừa thì cũng là nghèo. Hoặc là một người họ bị bệnh, thì ngay cả cái bệnh nó cũng có nhiều nguyên nhân. Đó là có thể là do cái thời tiết cũng có thể dẫn tới bệnh. Đừng có cái gì cũng đổ thừa cho nghiệp. Thời tiết cũng có thể là khiến cho mình bị bệnh. Cái chuyện ăn uống nó cũng có thể khiến cho mình bị bệnh. Mình biết cái món đó mình không phù hợp và mình vẫn cứ ăn thì bị đau, bị bệnh là chuyện đương nhiên. Đó. Rồi do cái cách sinh hoạt cá nhân nó cũng có thể khiến cho mình bị bệnh. Rồi do những cái cấu tạo của cơ thể của mình, nó tới thời tới điểm nó bắt đầu nó bệnh thì nó cũng phải bệnh. Đó. Rồi mình có thể mình do bị cái môi trường, bị những cái tác động khác tấn công, ví dụ như cái dịch COVID này, con virus nó tấn công, nó cũng gây ra bệnh. Đó. Và chỉ có một phần ở trong đó, đó là do nghiệp tạo nên bệnh. Cho nên đừng có cái gì cũng đổ thừa cho nghiệp. Giả sử như đời nay mà mình khổ á, có thể là khổ do cái nghiệp quá khứ, cũng có thể khổ do cái tác động
của nhiều cái tác động hiện tại, từ môi trường sống cho tới con người, cho tới cái nỗ lực hiện tại của chính mình, nó khiến cho mình có cái khổ hiện tại. Ha. Và để hóa giải nó, để hóa giải những cái nỗi khổ niềm đau đó, thì nó có nhiều cách. Một trong số đó là quý vị ráng tạo những cái phước thiện. Ráng tạo phước thiện là một, là có nghĩa là làm 10 cái thiện nghiệp mà hồi nãy sư vừa mới đề cập, tạo các cái phước thiện ha. Thì khi quý vị tạo phước thiện á, cái quả thiện nó trổ thì nó sẽ nâng đỡ, nó giúp cho những cái ác nghiệp nó sẽ nhẹ đi, và quý vị sẽ cảm thấy cái đời nó an lạc hơn. Khi quý vị làm thiện á, nó được nhiều cái quả báo. Thứ nhất là đời hiện tại á, quý vị được an lạc, quý vị sống trong an lạc. Và cái quả báo cái kiếp vị lai đó, thì quý vị cũng được cái quả báo tốt đẹp do những cái thiện nghiệp gì làm. Cho nên đời nay khổ thì muốn được sung sướng, hãy tạo thêm nhiều cái phước thiện. Ha. Và để diệt tận cái gốc rễ của cái chuyện khổ đó, thì phải tu tập tứ niệm xứ. Khi tại vì á, khi chúng ta không tu tập tứ niệm xứ á, khi chúng ta khổ, chúng ta sẽ đối diện với cái khổ đó bằng cái tâm bất mãn, bằng cái tâm buồn rầu, bằng cái tâm chán nản, bằng những cái tâm lý bi quan tiêu cực. Và khi chúng ta đối diện nó bằng cái tâm lý bi quan tiêu cực đó, có nghĩa là chúng ta đang tiếp tục tạo các ác nghiệp để cho nó tiếp tục trổ quả cho đời sau. Cho nên nó giống như là chúng ta bị nợ vay, gần đây là có cái vụ là vay nợ gì online gì đó, bình thường là mình nợ 3 triệu mà nợ bắt đầu là vay tới vay lui vay như thế nào đó, tới 6 tháng sau nợ lên tới 100 triệu. Thì cũng vậy, cái cách mà chúng ta đối diện với các cái khổ ở đời đó cũng y chang vậy đó. Chúng ta khổ mà chính vì cái chuyện khổ đó, chúng ta đối diện với cái khổ bằng cái trạng thái tâm lý bất mãn, và chính vì chúng ta đối diện với các cái khổ đó, chúng ta làm các cái ác nghiệp để mà chúng ta trốn tránh cái khổ. Chính vì vậy nó giống như cái chuyện chúng ta vay tiền đầu này đắp đầu kia, cuối cùng nợ nó đẻ ra nợ chứ nó không có bao giờ hết nợ. Cũng vậy, chúng ta xử lý các cái nghiệp bất thiện, xử lý những cái nỗi khổ bằng cái trạng thái tâm lý tiêu cực, hoặc là chúng ta tiếp tục tạo các cái ác nghiệp để chạy trốn cái nỗi khổ đó, thì chúng ta tiếp tục tạo ra thêm nhiều cái nghiệp bất thiện nữa, thì đời nay khổ, đời sau càng thêm khổ, và khổ cứ tiếp tục chồng khổ. Muốn hết thì gì? Muốn hết, muốn đoạn tận gốc rễ, thứ nhất như sư nói phải tạo các cái nghiệp thiện để nó bù vào. Sư nói cái người giàu họ ít cơ hội làm ác hơn là người nghèo. Tại sao? Cần ăn nó kêu người làm nó ra, nó mua đồ ăn, gọi alo phone cái người ta đem đồ ăn tới, đâu cần phải đi mò cua bắt ốc để mà tự gây ra các ác nghiệp để mà tạo kiếm cái đồ ăn cho mình, thấy chưa? Cái thứ hai là phải tu tập tứ niệm xứ. Chỉ khi nào quý vị tu tập tứ niệm xứ, quý vị mới thấy rõ được cái vòng duyên khởi nó như thế nào. Khi quý vị thấy được cái vòng duyên khởi, quý vị mới có cơ hội cắt đứt cái vòng duyên khởi đó để quý vị vượt thoát cái luân hồi. Nhờ quý vị vượt thoát luân hồi đó, chúng ta có cơ hội không phải trả các ác nghiệp đó nữa. Sư lấy ví dụ như trường hợp ngài Angulimala đó, trước khi ngài xuất gia đó, ngài giết biết bao nhiêu người, ngài giết rất là nhiều người. Đáng lẽ nếu mà ngài không xuất gia đó, ngài không chứng thánh đó, là ngài đi địa ngục miệt mài, nhưng mà do ngài xuất gia ngài chứng thánh cho nên là ngài không phải trả ác nghiệp đó nữa, coi như là nghiệp đó không có cơ hội trổ nữa. Cho nên muốn hết khổ thì có hai con đường: thứ nhất là tạo thêm nhiều thiện nghiệp, thứ hai là tu tập tứ niệm xứ, đó là con đường thoát khổ cho quý vị. Và bây giờ thì còn một câu hỏi, nhưng mà
Để đợt sau thì tại vì bây giờ sư cũng mệt rồi. Quý vị thông cảm ha. Và sẵn đây thì sư khuyên quý vị đó, sư nói là nên nên tham nên nên tham dự đông. Cái room tham dự đông á, thì sư nhìn như cái số lượng đông á, thì nó cũng là một cái động lực để mà sư ráng. Chứ còn mà cái quý vị cứ chờ sư trả lời xong câu hỏi hay là sư giảng xong rồi chừng nào quý vị rảnh quý vị nghe lại đó, nó sẽ khiến cho cái lớp nó không có đông. Mà khi mà cái lớp nó không có đông á, thì mình nhìn mình cũng không có động lực đó. Và thậm chí sư nói sau này không quay lại luôn, thì nếu mà quý vị muốn nghe muốn tham dự thì quý vị phải tranh thủ. Chứ còn mà quý vị để cái chuyện mà mình để mình chờ mình nghe lại đó, nó có rất nhiều những cái mối không có tốt. Rồi do sự phước báo mà tôi đã làm đây đó, xin chia phước đến tất cả chúng sanh, nhất là thân bằng quyến thuộc còn hiện tại cũng như đã quá vãng, mong cho các vị ấy luôn được sự an vui, tránh khỏi sự khổ thân, tránh khỏi sự khổ tâm, giữ gìn thân tâm được an lạc. Nguyện cầu Tam Bảo từ hàng độ, nguyện thoát ba tai nước lửa binh, nguyện thảy chúng sanh khỏi oan kết, nguyện cho nhân loại sớm tu hành, nguyện gìn tam học giới định tuệ, nguyện đoạn tham sân si độc sanh, nguyện giải căn nhân sanh tử khổ, nguyện diệt tâm tham háo lợi danh, nguyện tu tinh tấn không giải đãi, nguyện sao đạo quả sớm viên thành. Nam mô Bụt Thaya, Nam mô Thammaya, Nam mô Sangha. Sa thủ, sa thủ, sa thủ.